Lại nghe được Bùi Đông Lai mở miệng, Long Nhất nhìn Diệp Cấm, thấy Diệp Cấm không có tỏ vẻ, trong lòng hiểu được Diệp Cấm muốn nghe Bùi Đông Lai cho nên lời nên hắn đứng nguyên tại chỗ. Không cam lòng, nhất là Tiêu Nguyên Thanh, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm. Kể từ đó, nếu như tôi đem bằng chứng chứng minh Diệp Tranh Vanh con của ông liên lạc với thế lực ngoại cảnh giao cho Tiêu gia cùng Tần gia thì bọn hắn sẽ làm thế nào? Bùi Đông Lai vẫn cười, giọng nói hờ hững, nhưng mà lại làm cho sắc mặt đám người Diệp Cấm thay đổi. Lúc này đây, ngay cả Từ Lệ cũng không cảm thấy Bùi Đông Lai đang nói lung tung. Bởi vì, biểu hiện của Bùi Đông Lai rất bình tĩnh giống như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn vậy. Liên thủ đối phó Diệp gia. Trong lòng Diệp Cấm liền hiện ra đáp án này. Ở hắn xem ra nếu như Bùi Đông Lai có chứng cứ xác định Diệp Tranh Vanh cấu kết với thế lực ngoại cảnh thì Tiêu gia và Tần gia sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Một khi hai nhà này liên thủ, ông cảm thấy Bạch gia sẽ thờ ơ sao? Bùi Đông Lai lại mỉm cười hỏi. Sẽ không? Chân mày Diệp Cấm nhíu lại, trong lòng hiện ra đáp án này. Hai nhà Bạch Diệp đã đấu tranh nhiều năm, vẫn không có thắng bại, nếu bây giờ Bạch gia có cơ hội này thì sẽ không bỏ qua. Tôi thừa nhận hiện giờ Diệp gia đã như mặt trời ban trưa, nhưng mà chỉ là như mặt trời ban trưa mà thôi, mà không phải một tay che trời. Lời nói sắc bén của Bùi Đông Lai giống như một thanh chủy thủ, không ngừng uy hiếp Diệp Cấm. Chỉ cần ba nhà liên thủ, Diệp gia thất bại, hơn nữa ngay cả lực chống đỡ cũng không có. Mặc dù Diệp Cấm đã biết chuyện Diệp Tranh Vanh cấu kết với Thôi gia SQ, mặc dù Diệp Cấm cảm thấy được những điều Bùi Đông Lai nói đều là sự thật nhưng mà hắn không có sợ hãi. Hắn không tin Bùi Đông Lai có thể lấy ra được chứng cứ cấu kết của Diệp Tranh Vanh với Thôi gia SQ để thuyết phục Tiêu gia và Tần gia, vì thế hắn liền cười lạnh. Nghiệt chủng, đã nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì quỳ xuống cho tao. Reng, reng. Trả lời câu hỏi của hắn là tiếng điện thoại vang lên. Hả? Nghe được tiếng chuông điện thoại thì trong lòng mọi người vừa động, mà Diệp Cấm thì thấy điện thoại mình rung lên nhưng lại không lấy ra. Ông sợ cho nên ông không dám nhận điện thoại, thậm chí ngay cả dũng khí lấy điện thoại ra thì ông cũng không có. Thấy Diệp Cấm không có rút điện thoại ra thì Bùi Đông Lai lại mỉm cười mở miệng. Bởi vì, ông sợ những lời tôi nói sẽ trở thành sự thật. Bá! Lại nghe Bùi Đông Lai nói như thế thì mọi người đều nhìn vào Diệp Cấm. Bảo thân tao muốn nhìn mày có thể mạnh miệng tới khi nào. Đối mặt với lời nói trào phúng của Bùi Đông Lai, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn mình thì Diệp Cấm cố gắng ngăn chặn nỗi bất an trong lòng, cười lạnh rút điện thoại ra. Ngay sau đó, ở dưới cái nhìn của mọi người, cả người hắn cứng ngắc, đứng nguyên ngay tại chỗ, trừng to mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Một cảm giác sợ hãi trước này chưa từng có liền lan nhanh trong thân thể hắn. Reng, reng. Một tiếng, hai tiếng. Một giây, hai giây. Tiếng điện thoại không ngừng vang lên. Diệp Cấm giống như là bị choáng váng, cả người ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại. Có chuyện gì? Từ Lệ thấy thế thì nhìn không được mà mở miệng hỏi. Nghe được Từ Lệ nói như thế thì Diệp Cấm liền bừng tỉnh, sau đó hắn không trả lời câu hỏi của Từ Lệ mà là nghe máy. Mặc dù hắn đã cố gắng khống chế tâm tình của mình, nhưng mà vô luận như thế nào đi nữa thì giọng nói của hắn cũng run rẩy. Tổng XX. Ách. Nghe được Diệp Cấm hô ba chữ kia thì Từ Lệ, Sử Hồng cùng đám người đặc công liền sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí ngay cả Bùi Đông Lai cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn liền bình thường trở lại. Trong lúc quan trọng này, vô luận là Tiêu Nguyên Thanh hay Tần Hồng Sơn cũng không thể làm được như thế, chỉ có Diệp Thạch mới có thể gọi cho vị đại lão đứng ở đầu đỉnh quyền lực kim tự tháp. Đồng chí Diệp Cấm, tôi nghe nói ông đang dẫn người đến ngục giam Lang Sơn. Đầu bên kia điện thoại, vị đại lão kia lạnh lùng chất vấn. Tôi muốn biết tại sao ông lại chạy đến ngục giam Lang Sơn. Ách! Diệp Cấm há to mồm. Không phản bác được, cho hắn 100 lá gan thì hắn cũng không nói mục đích mình đến nay. Lập tức mang người của ông rời khỏi ngục giam Lang Sơn. Mắt thấy Diệp Cấm không trả lời thì vị đại lão mở miệng. Mặt khác, một tiếng sau, ông hãy đến phòng làm việc của tôi để báo lại chuyện này. Vâng, Tổng XX. Theo bản năng Diệp Cấm hô lên những lời này. Hắn biết cho dù hiện giờ Diệp gia đã như mặt trời ban trưa nhưng mà đối mặt với chủ nhân của đầu bên kia điện thoại thì hắn chỉ có một lựa chọn. Phục tùng. Tuyệt đối phục tùng. Đô, đô. Sau đó, vị đại lão bên kia cúp điện thoại, Diệp Cấm không có cất điện thoại,
ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Giờ khắc này, trong ánh mắt của hắn không có hận ý, cũng không có kiểu ăn trên ngồi trước của người thừa kế đời thứ ba của Diệp gia. Có chính là khiếp sợ cùng nghi hoặc, bởi vì hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng vào giờ phút sinh tử này Bùi Đông Lai lại có thể làm được chuyện như thế, có thể khiến cho vị đại lão đứng đầu của đỉnh Kim Tư Tháp gọi điện thoại đến đây. Đồng thời, cho dù hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ Bùi Đông Lai dựa vào cái gì mà có thể khiến vị đại lão kia ra mặt. Chẳng lẽ thật sự như lời hắn nói, hắn đã giữ chứng cứ việc tranh vanh cấu kết với thế lực cảnh ngoại, hơn nữa lại giao cho Tiêu gia cùng Tần gia, để Tiêu gia cùng Tần gia mời vị đại lão kia ra mặt sao? Trong phút chốc, Diệp Cấm nhớ lại những lời Bùi Đông Lai đã nói, trong lòng liền hiện ra vài câu hỏi. Theo lý trí nói cho hắn biết thì chỉ có khả năng này mà thôi. Hiểu được tất cả chuyện này, sắc mặt Diệp Cấm tái nhợt như tờ giấy trắng, thậm chí cả người cũng run run lên. Hắn biết rõ nếu như để bằng chứng chứng minh việc Diệp tranh vanh cấu kết với thế lực cảnh ngoại lộ ra ngoài ánh sáng thì đối với hắn, thậm chí là đối với Diệp gia sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào. Còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ a! Mắt thấy Diệp Cấm bị dọa, còn đám đặc công thì chưa hồi phục lại tinh thần thì Bùi Đông Lai mỉm cười nhìn Long Nhất, nói. Chẳng lẽ cậu quên lời nói của Diệp thư ký rồi sao? Không trả lời, ánh mắt Long Nhất tỏ ra phức tạp nhìn vào Bùi Đông Lai. Trong ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi, vị đại lão kia vừa gọi điện thoại tới, không chỉ hạ lệnh cho Diệp Cấm, cho dù bây giờ Diệp Cấm hạ lệnh thì cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám động vào một đầu ngón tay của Bùi Đông Lai a. Chuyện gì? Mắt thấy Long Nhất tỏ ra sợ hãi khi nhìn vào Bùi Đông Lai. Không dám động thủ thì Từ Lệ ở một bên kéo cánh tay Diệp Cấm, hoảng sợ hỏi Diệp Cấm. Hiển nhiên, lấy biểu hiện của Diệp Cấm khi nghe điện thoại xong thì nàng biết được sự việc đã phát triển vượt quá tầm tay của nàng và Diệp Cấm, nhưng nàng lại muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Cấm không để ý đến Từ Lệ, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy Bùi Đông Lai so với Bùi Vũ Phu thì lại càng đáng sợ hơn. Nếu ai là địch nhân của hắn thì tuyệt đối chính là một ác mộng. Sau khi ý thức được điểm này thì trong nháy mắt Diệp Cấm lại động sát cơ. Nhưng mà, sát cơ liền biến mất. Hắn hiểu được, đến lúc này rồi cho dù hắn nói gì nữa thì đám đặc công cũng không nghe lệnh của hắn. Reng, reng. Đột nhiên, điện thoại của hắn lại vang lên. Bá. Thình lình xảy ra tiếng điện thoại, trừ Bùi Đông Lai ra thì toàn bộ mọi người đều nhìn về phía Diệp Cấm. Chẳng biết tại sao, thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía mình, nghe tiếng chuông điện thoại thì trong lòng Diệp Cấm lại cảm thấy vô cùng bất an, thiếu chút nữa thì hắn đã đập điện thoại rồi, bất quá lý trí nói cho hắn biết đây là điều không thể nên hắn điều chỉnh lại cảm xúc rồi lấy điện thoại ra. Ngay sau đó, một dãy số quen thuộc rơi vào trong mắt hắn, hắn liền nghe máy. Tôi sẽ đến ngục giam Lang Sơn ngay. Điện thoại được chuyển, giọng nói của một người quen thuộc với Diệp Cấm liền truyền ra. Nếu ông không muốn Diệp gia rơi xuống hoàn toàn thì tốt nhất không nên động vào một cọng lông của Bùi Đông Lai. Ách! Diệp Cấm nghe vậy, khẽ nhếch miệng, cố gắng nói cái gì. Kết quả không đợi hắn nói ra thì chủ nhân đầu bên kia đã cúp điện thoại. Các vị thủ trưởng, thượng cấp đã yêu cầu chúng tôi nhất định cam đoan an toàn của thiếu úy Bùi Đông Lai. Không đợi Diệp Cấm cất điện thoại, hai gã thành viên Long Nha đi vào. Xin các vị thủ trưởng lập tức rời khỏi phòng giam. Bên tai vang lên lời nói của gã thành viên Long Nha thì Sử Hồng hơi trầm ngâm, liền làm ra quyết định. Toàn bộ lui ra ngoài. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài, mấy tên đặc công liền đi theo. Trong lúc nhất thời, cả phòng giam chỉ còn lại Bùi Đông Lai và vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lệ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vẻ bất an trong lòng Từ Lệ càng lúc càng tăng lên tiếng hỏi. Không nên hỏi. Sắc mặt Diệp Cấm tỏ ra phức tạp. Xoay người rời đi. Tuy rằng trong lòng Từ Lệ vô cùng nghi ngờ cũng không cam lòng, nhưng thấy biểu hiện của Diệp Cấm như thế thì biết rõ tính nghiêm trọng của việc này đã nằm ra khỏi sự tưởng tượng của nàng, cho nên không nói gì thêm mà đi theo Diệp Cấm ra ngoài. Sau đó, tiếng đóng cửa vang lên, hai gã thành viên Long Nha mang súng đứng ở trước cửa phòng giam. Ba, ba. Cùng lúc đó, tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang, Long Vương Diệp Cô Thành xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngoài ra, bên cạnh hắn còn có 8 thành viên Long Nha đi theo. Hả? Chứng kiến Diệp Cô Thành xuất hiện,
Nghĩ đến lời cảnh cáo mới vừa rồi trong điện thoại của Diệp Cô Thành, trong lòng Diệp Cấm vừa động, hận không thể lập tức lên hỏi Diệp Cô Thành, nhưng hắn cũng biết lúc này không thích hợp, vì thế liền đứng nguyên tại chỗ, đợi đám người Diệp Cô Thành đi tới. Sau đó, Diệp Cô Thành đi ngang qua đám người Diệp Cấm, đi thẳng về phía hai gã thành viên Long Nha đang đứng trước cửa phòng giam. Bá! Hai gã Long Nha thành viên thấy Diệp Cô Thành đến gần, trước tiên cúi chào, vẻ mặt tự trách nói. Long Vương! Nhiệm vụ của quân nhân là bảo vệ quốc gia, lấy thi hành mệnh lệnh làm thiên chức. Diệp Cô Thành dừng bước lại, mặt không đổi sắc nói. Các cậu đã vi phạm mệnh lệnh của thượng cấp, cũng đã làm vấy bẩn quang vinh của một người quân nhân, các cậu không đủ tư cách để làm quân nhân, càng không xứng đáng làm thành viên của Long Nha. Đối mặt với lời răn dạy và của mắng của Diệp Cô Thành, hai gã thành viên Long Nha cúi đầu. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, hai cậu đã bị khai trừ khỏi Long Nha, lập tức trở về làm thủ tục giải ngũ, trước 8 giờ sáng mai phải rời khỏi bộ đội. Diệp Cô Thành lại mở miệng, giọng nói lạnh như băng. Vâng, Long Vương. Nghe được lời tuyên bố của Diệp Cô Thành thì hai gã thành viên Long Nha ngẩng đầu, đứng thẳng người, lại cúi chào, lớn tiếng trả lời. Nhưng mà, sau khi trả lời xong thì đôi mắt của tên thành viên Long Nha bị Từ Lệ tát một tát đỏ hồng lên. Mặc dù hắn biết Diệp Cô Thành nói là sự thật, nhưng mà hắn không muốn rời khỏi Long Nha. Hắn thà rằng chết trận tại xa trường cũng không muốn nhận kiểu biệt khuất này mà rời đi. Trước khi làm công việc giải ngũ thì các cậu vẫn là lính của ta. Nhìn thấy dấu ngón tay trên mặt của một gã thành viên Long Nha thì giọng nói của Diệp Cô Thành hơi dao động, sau đó hắn không đợi hai gã thành viên Long Nha trả lời, xoay người lại đi về phía Từ Lệ. Cô Thành! Nghe được Diệp Cô Thành nói thế, thấy được hàn ý trong mắt Diệp Cô Thành thì trong lòng Diệp Cấm hiện lên một trực giác không tốt, nhịn không được mà mở miệng gọi. Không trả lời, ánh mắt Diệp Cô Thành như đao nhìn chằm chằm vào Từ Lệ. Diệp Cô Thành, cậu muốn làm gì? Chẳng biết tại sao, thấy được ánh mắt lạnh lùng của Diệp Cô Thành thì trong lòng Từ Lệ có chút sợ hãi. Làm gì ư? Diệp Cô Thành vung tay lên. Bốp! Tiếng giòn vang lên, Từ Lệ ăn một cái tát vào mặt, té ngã xuống đất. Ách! Nghe được tiếng bạt tai, thấy được Từ Lệ té xuống đất thì mọi người đều cả kinh há to miệng. Phải biết rằng, Từ Lệ là vợ của Diệp Cấm, là chị dâu của Diệp Cô Thành. Mà hiện giờ, Diệp Cô Thành lại tát làm cho Từ Lệ té xuống đất. Nếu không phải thấy được cảnh này thì mọi người sẽ không tin Long Vương Diệp Cô Thành sẽ động thủ với nữ nhân, hơn nữa đối phương còn là chị dâu của mình. Bọn hắn còn không tin, huống chi Diệp Cấm. Mặc dù Diệp Cấm biết được thân phận của Diệp Cô Thành ở Diệp gia có chút đặc thù, mặc dù hắn còn biết Diệp Thạch cũng không thể ra lệnh cho Diệp Cô Thành nhưng mà hắn không tin Diệp Cô Thành sẽ tát Từ Lệ, hơn nữa lại còn làm trước mặt nhiều người như vậy. Mày dám đánh tao? Nếu bàn về khiếp sợ thì trong lòng Từ Lệ lại càng khiếp sợ hơn, cảm nhận được cơn đau trên mặt, theo bản năng Từ Lệ đưa tay sờ vào khuôn mặt, vẻ mặt không thể tin nhìn vào Diệp Cô Thành. Lính của ta không phải là người mà bà có thể động vào. Mặt Diệp Cô Thành không chút thay đổi nhìn vào Từ Lệ, từ từ mở miệng. Hô, hô, nghe được câu trả lời của Diệp Cô Thành thì Từ Lệ thở dốc. Nàng mở miệng muốn nói cái gì nhưng đã thấy Diệp Cô Thành xoay người. Diệp Cô Thành, cậu! Diệp Cấm thấy thế thì lớn tiếng quát. Nhưng mà... Không đợi hắn nói hết lời thì Diệp Cô Thành đã lên tiếng, ánh mắt nhìn về đám đặc công quốc an cửu sử. Các ngươi muốn thúc thủ chịu trói hay là muốn biết chênh lệch giữa mình với Long Nha? Lộp bộp! Nghe được giọng nói lạnh nhưng bằng, nhìn vào ánh mắt không mang theo chút cảm tình của Diệp Cô Thành thì đám người sử hồng liền chấn động. Bọn hắn liền cảm thấy sợ hãi. Long Vương. Hoảng sợ rất nhiều, Sử Hồng cố gắng mở miệng giải thích. Hai chọn một, có 5S. Diệp Cô Thành mở miệng lần nữa, ngữ khí không thể nghi ngờ. Chúng tôi nghe theo ngài. Sử Hồng thấy vậy thì trực tiếp lựa chọn thúc thủ chịu trói, ở hắn xem ra bằng vào một mình Long Vương Diệp Cô Thành thì cũng đã làm thịt hắn và thủ hạ của hắn, huống chi là còn có những thành viên Long Nha khác. Mang đi. Mắt thấy Sử Hồng đi đầu thúc thủ chịu trói, Diệp Cô Thành lạnh lùng hạ lên. Mệnh lệnh của hắn vừa ra, 8 gã thành viên Long Nha liền mang theo đám người Sử Hồng rời đi. Diệp Cô Thành, cậu muốn làm gì? Diệp Cô Thành vốn là tát Từ Lệ một tát, sau đó lại muốn mang đoàn người Sử Hồng rời đi, điều này làm cho Diệp Cấm có chút nóng nảy, hắn mơ hồ ý thức được cái gì.
Không để ý đến lời chất vấn của Diệp Cấm, Diệp Cô Thành nhìn vào Ngục trưởng, nói. Đồng chí Ngục trưởng, tôi dựa vào chỉ thị của thượng cấp, mang Bùi Đông Lai rời khỏi nơi này, mời ông mở cửa phòng giam ra. Được. Có lẽ là biểu hiện của Diệp Cô Thành quá mức mạnh mẽ, có lẽ là nhìn ra Diệp Cô Thành sẽ bảo vệ Bùi Đông Lai, cho nên đối với yêu cầu của Diệp Cô Thành thì tên Ngục trưởng liền không chút suy nghĩ mà đáp ứng. Rất nhanh cửa phòng giam đã được mở ra. Diệp Cô Thành bước đi vào phòng giam. Diệp Cô Thành. Thấy Diệp Cô Thành hoàn toàn coi thường mình thì Diệp Cấm liền nổi giận, hắn ngăn Diệp Cô Thành lại, vẻ mặt hơi dữ tợn, giọng nói khàn khàn. Trong lòng cậu có còn coi mình là thành viên của Diệp gia không? Diệp Cô Thành nghe vậy thì dừng bước, xoay mặt nhìn vào Diệp Cấm. Ô, ô. Sau đó, không đợi Diệp Cô Thành mở miệng trả lời thì Từ Lệ đã đứng dậy, khóc lên. Nghe được tiếng khóc của Từ Lệ, lửa giận trong lòng Diệp Cấm càng lớn hơn. Tại sao cậu lại động thủ đánh chị dâu của mình? Ta nói rồi, không ai có thể động vào lính của ta. Mắt Diệp Cô Thành không chút thay đổi nhìn vào Diệp Cô Thành, gằn từng chữ. Bà ta không được, ông cũng không được. Ách! Câu trả lời của Diệp Cô Thành khiến cho Ngục trưởng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì hắn nghe rõ ý tứ của Diệp Cô Thành, nếu như vừa rồi người động thủ là Diệp Cấm thì Diệp Cô Thành cũng sẽ tát vào mặt Diệp Cấm. Cậu! Diệp Cấm chỉ tay vào mặt Diệp Cô Thành, tức giận đến cả người run lên. Tên nghiệt chủng kia đã giết Tranh Vanh, hắn không những ra mặt giúp Tranh Vanh, hơn nữa còn tát tôi, lại muốn cứu tên nghiệt chủng kia, trong mắt hắn thì ông đâu có là cái gì. Vẻ mặt Từ Lệ dữ tợn nhìn vào Diệp Cô Thành, quát. Nói cho cha, đem chuyện này nói cho cha để cha đuổi hắn ra khỏi Diệp gia, hắn không xứng đáng làm người của Diệp gia. Đồng chí Ngục trưởng, mời ông hãy tránh đi một chút. Mắt thấy Từ Lệ ré dâng lên, Diệp Cô Thành hơi trầm ngâm rồi nói với Ngục trưởng. Được. Ngục trưởng nghe vậy thì biết kế tiếp hai bên sẽ nói một chút chuyện quan trọng cho nên liền gật đầu rồi mang theo thủ hạ rời đi. Cho ta một giải thích hợp lý. Mắt thấy Ngục trưởng rời đi, Diệp Cấm nhìn chằm chằm vào Diệp Cô Thành. Cứu Bùi Đông Lai sao? Diệp Cô Thành không để ý đến Diệp Cấm, mà là mang theo vài phần trào phúng nhìn vào Từ Lệ, gằn từng chữ. Đúng vậy. Ta thật sự muốn cứu hắn bởi vì hắn là cháu ta nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cần ta ra mặt để cứu hắn nữa. Dùng lời nói của hắn, cầu người không bằng cầu mình. Còn về Diệp Tranh Vanh con của mấy người thì lúc hắn ám sát Bùi Đông Lai ta đã ra mặt cứu hắn một mạng, ngày đó nếu như không phải ta xuất hiện thì có lẽ hắn đã rời khỏi thế giới này, hơn nữa sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ gì. Diệp Cấm cùng Từ Lệ nhất thời liền á khẩu. Bọn họ cũng biết chuyện Diệp Tranh Vanh tìm đại đệ tử võ đang là Lãnh Vô Cực ám sát Bùi Đông Lai. Luận về võ lực thì Bùi Đông Lai có thể bóp chết Diệp Tranh Vanh như một con kiến, luận về mưu lược thì hắn đứng trước Bùi Đông Lai chỉ là một đứa con nít danh, hắn. Ngày đó, ta đã nói những lời này với Diệp Tranh Vanh, hắn đã không nhớ kỹ thì chẳng trách ai được. Diệp Cô Thành đem những lời cảnh cáo ngày đó nói cho Diệp Tranh Vanh nói ra, sau đó nói. Còn về phần ta có phải là một thành viên của Diệp gia hay không thì điểm này trong điện thoại ta đã nói cho ông biết. Diệp Cô Thành nghe vậy thì bên tai nhớ lại lời cảnh cáo của Diệp Cô Thành. Nếu ông không muốn Diệp gia rơi xuống thì tốt nhất không nên động vào một cọng lông của Bùi Đông Lai. Chẳng lẽ hắn thật sự có chứng cứ việc Tranh Vanh cấu kết với Thôi gia SQ, hơn nữa còn đem chứng cứ đó giao cho Tiêu gia, Tần gia, để cho hai nhà đó đối phó với Diệp gia chúng ta sao? Nhớ lại lời cảnh cáo của Diệp Cô Thành, Diệp Cấm không khỏi nhớ lại những lời của Bùi Đông Lai. Vẻ bất an trong lòng càng tăng lên. Xem ra, vừa rồi khi ông sắp động thủ với hắn thì hắn đã nói ra những lời này. Diệp Cô Thành nghe vậy thì liền trầm giọng. Không riêng gì Tiêu gia cùng Tần gia, Bạch gia cùng Tịch gia cũng ra mặt Diệp gia hiện tại tứ diện sở ca bốn bề thọ địch. Tứ đại gia tộc liên thủ đối phó Diệp gia. Nghe được Diệp Cô Thành nói thế thì Diệp Cấm vốn là cả kinh. Sau đó liền hiểu được nguyên nhân vừa rồi thủ trưởng số 1 lại gọi điện cho mình, đồng thời hắn cũng hiểu được lời cảnh cáo của Diệp Cô Thành. Nếu như tứ đại gia tộc liên hợp lại với nhau thì Diệp gia sẽ không thể nào ngăn cản. Như vậy, nếu vừa rồi hắn giết Bùi Đông Lai thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. So sánh với Diệp Cấm mà nói thì trong lòng Từ Lệ lại càng cảm thấy kinh hãi hơn. Dưới ánh đèn. Vẻ mặt của nàng trở nên trắng bệch, không ngừng tự hỏi, điều này làm sao có thể? Tiêu chủ tịch muốn gặp cậu.
Diệp Cô Thành thấy vậy cũng không để ý đến vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lệ nữa mà đi vào phòng giam. Thấy sắc mặt Bùi Đông Lai tỏ ra bình tĩnh đứng ở cửa sở thì mở miệng nói, giọng nói hơi phức tạp. Bởi vì mạng lưới tình báo khủng bố của Long Nha nên Diệp Cô Thành đã biết được chuyện tứ đại gia tộc gặp mặt, hơn nữa sau đó lại nhận được mệnh lệnh của Tiêu Nguyên Thanh thì hắn liền đoán được tứ đại gia tộc muốn cứu Bùi Đông Lai, đồng thời muốn làm Diệp gia yếu bớt. Cảm ơn ngài. Nghe được Diệp Cô Thành nói thế thì trước tiên Bùi Đông Lai liền nói tiếng cảm ơn, hắn đã nghe được những lời trước của Diệp Cô Thành, cũng biết được Diệp Cô Thành thật tâm muốn cứu hắn. Mắt thấy Bùi Đông Lai cảm ơn thì trong lòng Diệp Cô Thành cảm thấy ngũ vị, hắn không khỏi nhớ được từng lời mà sáng nay Bùi Đông Lai nói với hắn. Cảm ơn ngài ngay từ đầu đã đối xử với mẹ tôi như một người thân, cũng cảm ơn ngài vì lời hứa với cha của tôi mà mạo hiểm trở mặt với Diệp gia để cứu tôi. Cầu người không bằng cầu mình. Đạo lý này đúng là sau khi cha tôi và Tiêu gia lão thái gia qua đời thì tôi mới hiểu ra được. Diệp gia muốn cho tôi chết, không dễ như vậy đâu. Buổi sáng, Diệp Cô Thành cho rằng ở trước mặt quyền lực thì những thứ âm mưu quỷ kế đều là uổng công. Mà giờ phút này, chưa đầy 24 tiếng thì Bùi Đông Lai đã làm cho Diệp Cô Thành phải kinh ngạc. Như lời của cậu, cầu người không bằng cầu mình. Nhớ lại tất cả chuyện này, Diệp Cô Thành miệng của mình hơi đắng. Ta chỉ dựa theo mệnh lệnh của cấp trên, đến đưa cậu rời khỏi nơi này. Bùi Đông Lai cười cười, không nói cái gì nữa, đi theo Diệp Cô Thành đi ra phòng giam. Bên ngoài phòng giam, vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lệ vẫn chưa lấy lại tinh thần, cả hai giống như là hòn đá, đứng nguyên tại đó. Bá! Mắt thấy Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành đi ra, hai vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lệ không hẹn mà đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai, vẻ mặt ngỡ ngàng. Bùi Đông Lai không để ý đến ánh mắt hai người, giống như đem hai người trở thành không khí rồi. Trả mạng cho con tao. Sau đó, Từ Lệ lấy lại tinh thần, giống như kẻ điên, chạy vồ về phía Bùi Đông Lai. Không đợi nàng vào tới trước người Bùi Đông Lai thì Diệp Cô Thành giống như một tòa núi lớn che trước người Bùi Đông Lai, một phát bắt lấy cổ tay Từ Lệ, không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Từ Lệ. Thả ta ra, Diệp Cô Thành, mày thả ta ra. Từ Lệ giãy giụa, vẻ mặt như lệ quỷ nhìn vào Bùi Đông Lai, thở hổn hển nói. Tranh vanh ở dưới cửu tuyền sẽ không bỏ qua cho mày. Người sống còn không được, huống chi người chết. Bùi Đông Lai dừng bước lại, mỉm cười nhìn Từ Lệ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Diệp Cấm, ngữ khí lạnh lùng. Trở về nói cho lão tạp mao của Diệp gia, giết tốt, nuốt xe sau đó là tướng. Cùng lúc đó, trong biệt thự của Khương Tuấn, thân là vợ của Khương Tuấn thì Từ Yên đang ngồi trong phòng khách, nàng nghe có tiếng chuông cửa thì bước đến. Thông qua màn hình theo dõi thì nàng thấy được bên ngoài có mười mấy người, người đứng đầu là vị Diêm Vương gia của ngành. Ngoài ra, còn có Triệu Bộ trưởng nhân vật số 1 của Bộ An toàn, cùng với những người trong Bộ An toàn. Hả? Thấy được những người này thì trong lòng Từ Yên cả kinh, sau đó trong lòng nàng hiện ra một trực giác không tốt. Nếu như người nào để vị Diêm Vương gia kia tìm tới nơi thì tương đương tuyên bố con đường làm quan của hắn sẽ kết thúc. Các vị tìm ai? Sau đó, Từ Yên cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thông qua màn hình, nói. Chúng tôi tìm đồng chí Khương Tuấn, có liên quan đến vụ án ở núi Đại Hưng An. Bên ngoài cửa, Triệu Bộ trưởng đi lên, trả lời. Nha! Từ Yên nghe vậy thì cũng vẫn còn tỏ ra bất an, bất quá cũng đi ra mở cửa. Đồng chí Khương Tuấn ở đâu? Cửa biệt thự được mở ra, vài tên đặc công Bộ An toàn liền vọt vào đại sảnh biệt thự, Triệu Bộ trưởng cùng vị Diêm Vương gia kia đi vào, hướng Từ Yên hỏi. Ở trong thư phòng. Thấy thế thì vẻ bất an ở trong lòng Từ Yên tăng lên, cho nên giọng nói trở nên run run. Vù! Mấy tên đặc công nghe thế thì vội hướng về phía thư phòng lầu 2 chạy tới, còn Triệu Bộ trưởng và mọi người đi theo sau. Thấy một màn như vậy thì Từ Yên sợ tới mức há to miệng, không biết nên nói gì. Két! Cửa thư phòng mở ra, nghe được động tĩnh ở dưới lầu thì Khương Tuấn mặc đồ ngủ, từ thư phòng đi ra. Các người! Vừa ra khỏi cửa, Khương Tuấn thấy mấy tên đặc công thì theo bản năng muốn nói cái gì nhưng mà sau đó khi hắn thấy được Triệu Bộ trưởng cùng vị Diêm Vương gia kia ở phía sau thì sắc mặt biến đổi. Đồng chí Khương Tuấn! Dựa vào tin tức chúng tôi nhận được thì ông đã vi phạm kỷ luật trong lúc điều tra án, mời ông đi theo chúng tôi để tiếp thụ điều tra. Vị Diêm Vương gia kia bước lên, mặt không thay đổi nói. Vi phạm kỷ luật.
Trong lòng Khương Tuấn chấn động, sau đó lấy lại tinh thần, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, hỏi. Vương Thư Ký, Triệu Bộ trưởng, các vị không lầm đó chứ? Đồng chí Khương Tuấn, nếu đồng chí không phối hợp với chúng tôi thì chúng tôi đành phải mang ông đi. Vị Diêm Vương gia kia không trả lời câu hỏi của Khương Tuấn, giọng nói trầm thấp làm cho lòng người run lên. Bá! Lại nghe Vương Thư Ký nói thế, đối mặt với mọi chuyện đang xảy ra thì Khương Tuấn liền có cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục, đồng thời trong lòng hiện ra nghi vấn, mình không phải là mới lập công lao cho Diệp gia sao? Như thế nào lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ Diệp gia vì muốn đạt đến mục đích mà ngay cả mình cũng không buông tha sao? Điều đó không có khả năng. Nghi ngờ rất nhiều, Khương Tuấn phủ định khả năng này, lại ở trong lòng thâm hỏi, nếu Diệp gia không làm như vậy thì nguyên nhân là gì? Chẳng lẽ có người dám mạo hiểm, đắc tội Diệp gia, động thủ với mình sao? Trong lòng lại hiện ra nghi hoặc, Khương Tuấn há mồm muốn hỏi nguyên nhân, nhưng kết quả không đợi hắn thốt lời nào thì hai gã đặc công đã bước lên áp giải hắn. Cùng lúc đó, ngục giam Lang Sơn, vợ chồng Diệp Cấm cùng Từ Lệ bị lời nói của Bùi Đông Lai làm cho sợ tới mức đứng nguyên tại chỗ, thậm chí ngay cả Diệp Cô Thành cũng nhíu mày. Bùi Đông Lai thấy thế, không nói gì thêm nữa, đi theo Diệp Cô Thành rời khỏi nơi này. Nhìn vào bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi, Diệp Cấm cố gắng mở miệng nói cái gì nhưng mà đầu óc trống không nên hắn không nói được một chữ nào. Reng, reng, mắt thấy Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành đã đi xa. Diệp Cấm vừa muốn mang theo Từ Lệ rời đi thì điện thoại hắn lại rung lên. Diệp Cấm cầm điện thoại thì thấy người gọi đến là Diệp Thạch. Hắn thấy vậy thì khuôn mặt lộ ra vẻ kích động rồi nghe máy. Nói chuyện có được hay không? Điện thoại được chuyển, giọng nói trầm thấp của Diệp Thạch liền vang lên. Được. Diệp Cấm nghe vậy, theo bản năng đi vào phòng giam rồi trả lời. Ta vừa mới nhận được tin, Khương Tuấn đã bị người của ZJW mang đi. Nghe nói là XXX tự mình hạ lệnh. Diệp Thạch hành văn gãy gọn nói. Mà lúc nãy con đã liên hệ với Khương Tuấn, cũng để cho hắn phái ra đặc công của an toàn cửu sử đi theo con đến nhà giam Lang Sơn, có phải không? Nghe lời chất vấn của Diệp Thạch thì Diệp Cấm có chút chột dạ. Vâng, mày thật ẩu tả. Nghe được Diệp Cấm dẫn người đến nhà giam Lang Sơn thì Diệp Thạch tức giận tới mức mắng một tiếng, sau đó hỏi. Chuyện này thoạt nhìn thật không bình thường, mày có làm gì Bùi Đông Lai không? Còn nữa, bên kia mày có phát hiện được gì không? Diệp Cô Thành vừa mới mang Bùi Đông Lai đi. Diệp Cấm chỉ cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, vô cùng lạnh lẽo. Dựa theo lời của Bùi Đông Lai thì hắn nói trong tay hắn có chứng cứ việc tranh vanh cấu kết với Thôi Gia SQ, hắn đã đem chứng cứ đó giao cho Tiêu Gia cùng Tần Gia. Hai nhà muốn liên thủ đối phó chúng ta. Mà Diệp Cô Thành nói cho con biết, ngoài Tiêu Gia và Tần Gia Gia thì Bạch Gia và Tịch Gia cũng đã tham gia. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại, Diệp Thạch nghe vậy thì trực tiếp nhảy dựng lên. Ngoài ra, lúc nãy XXX cũng gọi điện cho con, nói con lập tức đến phòng của hắn để báo cáo. Diệp Cấm khẩn trương bổ sung thêm. Chẳng trách Khương Tuấn lại bị mang đi, thì ra là như vậy à? Đầu bên kia điện thoại. Diệp Thạch nghe được những lời này thì sủng sốt, sau đó cả người vô lựa, dựa vào ghế salon. Cha, con cũng nhất thời hồ đồ mới mang theo Từ Lệ đến đây để trút giận cho tranh vanh. Ngu xuẩn, phế vật, Uông Công tao đã coi mày là người thừa kế đời thứ ba của Diệp gia, tiêu phí thật nhiều tài nguyên để bồi dưỡng mày, mày lại làm ra chuyện ngu xuẩn này. Lúc này đây, không đợi Diệp Cấm nói cho hết lời, Diệp Thạch liền tức giận đến mắng lên. Mày làm như vậy là đẩy Diệp gia vào hố lửa, toàn bộ mọi bố cục của tao đã bị mày hủy đi. Cha, xin lỗi. Bên tai vang lên lời nói Diệp Thạch, Diệp Cấm sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa là ngừng đạp. Xin lỗi thì có thể giải quyết mọi chuyện sao? Diệp Thạch một loại ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói. Tao cho mày biết, nếu như những lời mày nói là thật thì như vậy con đường làm quan của mày sẽ kết thúc. Tao sẽ không lợi dụng tiền đặt cược của Diệp gia đi cứu mày, thậm chí cho dù tao có thể làm được như vậy thì cũng không giữ được vị trí của mày, càng không có khả năng đưa mày lên một bước nữa. Ách! Diệp Cấm nghe vậy, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, quên đáp lời. Hiện giờ mày lập tức tới gặp XXX, nếu như trong tay bọn họ có chứng cứ việc tranh vanh cấu kết với Thôi Gia SQ thì mày nhất định phải chủ động nhận sai rồi từ chức. Từ chức! Diệp Cấm đột nhiên bừng tỉnh. Sắc mặt một mảnh trắng bệch.
Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, hắn có hy vọng bước chân vào đỉnh quyền lực kim tự tháp lại giống như con của hắn là Diệp Tranh Vanh, bị Bùi Đông Lai dẫm nát dưới chân, trở thành quên lãng của Diệp Thạch. Đối với mọi chuyện thì Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành cũng không biết rõ. Diệp Cô Thành mang Bùi Đông Lai đi ra khỏi nhà giam, vốn là báo lại với Tiêu Nguyên Thanh, sau đó mới quay sang Bùi Đông Lai, nói. Thủ trưởng để cho ta chuyển lời với cậu, cậu chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai nhóm thủ trưởng muốn gặp mặt cậu. Nghe Diệp Cô Thành nói thế thì Bùi Đông Lai gật đầu. Tích, tích, thấy Bùi Đông Lai gật đầu, Diệp Cô Thành còn muốn nói điều gì, lại nghe điện thoại vệ tinh trong tay vang lên. Cậu lên xe trước đi, ta đi nghe điện thoại. Diệp Cô Thành nhìn thoáng qua số gọi đến, chân mày nhíu lên, trầm ngâm một chút rồi nói với Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy thế, mơ hồ đoán được chủ nhân đầu bên kia điện thoại, hắn không nói gì mà đi vào một chiếc xe Việt dã. Từ đâu mà cậu biết được chuyện tứ đại gia tộc liên thủ? Tin tức có chính xác không? Điện thoại được chuyển, Diệp Thạch liền mở miệng hỏi. Nhận thấy được vẻ ngưng trọng và lo lắng trong giọng nói của Diệp Thạch thì giọng nói của Diệp Cô Thành cũng có chút phức tạp. Tin tức chính xác. Ách, nghe được Diệp Cô Thành nói thế thì tia may mắn cuối cùng trong lòng Diệp Thạch đã bị nghiền nát, so với bất kỳ người nào trong Diệp gia thì hắn biết rõ năng lực khủng bố bực nào khi tứ đại gia tộc liên thủ. Vô luận là vì quốc gia này hay vì Diệp gia thì việc thí xe giữ tướng, chính là lựa chọn tốt nhất. Diệp Cô Thành thấy Diệp Thạch không nói lời nào, nhịn không được nhắc nhở nói. Khinh thường a. Đầu bên kia điện thoại. Vẻ mặt Diệp Thạch tỏ ra hối hận. Ta hắn là cần phải giữ vững rồi với động thủ với tên nghiệt chủng kia. Không phải ông khinh thường mà là đám con cháu của ông không có tiền đồ, bọn hắn quá thuận lợi cho nên không thể chấp nhận được việc lần này, lão hổ bị nuôi nhốt không bằng loài dã lang ngoài hoang dại, chính là như thế. Có lẽ là Diệp Cô Thành cũng đã nhận ra nguy cơ của Diệp gia, cho nên đây là lần đầu tiên hắn ăn nói hợp với Diệp Thạch. Ta sai lầm rồi. Mấy năm nay ta đều sai lầm rồi, mặc dù trong lòng của cậu chỉ có quốc, không có gia, nhà, nhưng mà trong lòng này cậu vẫn luôn coi gia là số một. Vẻ hối hận trên mặt Diệp Thạch càng đậm, giọng nói vô cùng chua xót. Cậu mới chính là người thích hợp để dẫn dắt Diệp gia. Ông thật sự sai lầm rồi, nhưng không phải bởi vì chuyện này. Khi nói chuyện, Diệp Cô Thành nhìn không được mà đem ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Bùi Đông Lai, nhất châm kiến huyết, nói. Ông sai khi không nên vong ân bội nghĩa, đuổi Vãn Tình ra khỏi Diệp gia, càng không nên diệt sạch Bùi gia. Đêm đã khuya, trên tầng cao nhất của cao ốc Liên Minh Hoa Hạ, Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn Bạch Hà Sầu cùng Tịch Nhân Đình không có rời đi, mà là cùng nhau cùng đợi Bùi Đông Lai đến. Đối với người bận trăm công ngàn việc như bọn hắn mà nói cho dù gặp chuyện khó tới đâu thì bọn hắn cũng thức đêm được, thậm chí là có thể thâu đêm chưa ngủ. So sánh với bốn người mà nói thì Tịch Hồ lại càng chờ mong cùng Bùi Đông Lai gặp mặt, tuy rằng hắn sớm đã thấy qua ảnh chụp Bùi Đông Lai nhưng mà hắn muốn nhìn thấy rõ mặt, chỉ có như vậy thì mới biết được tính chân thật. Hắn thật sự muốn biết, một người bày ra thế cục đồ long một kích chí mệnh vào Diệp gia, Bùi Đông Lai rốt cuộc là người như thế nào. Trên mặt Tần Đông Tuyết lộ ra vài phần chờ mong nam nhân của mình có thể thẳng lưng đứng trước mặt những vị đại nhân vật này. Gia chủ. Long Vương Diệp Cô Thành mang theo Bùi Đông Lai đã tới dưới lầu. Đang lúc mọi người chờ đợi, thủ lĩnh ám vệ của Tịch gia đi vào, cung kính hướng Tịch Nhân Đình hội báo. Để cho Diệp Cô Thành đi lên sao? Hắn sẽ không lên. Nghe được thủ lĩnh ám vệ của Tịch gia báo lại thì Tiêu Nguyên Thanh mở miệng nói, hiển nhiên thì hắn rất hiểu rõ tính của Diệp Cô Thành. Giống như xác minh suy đoán của Tiêu Nguyên Thanh, ở bên dưới, Diệp Cô Thành dừng xe lại, quay đầu lại nhìn Bùi Đông Lai. Mặt không chút thay đổi nói. Thủ trưởng đang ở trên kia đợi cậu. Ngài không đi lên sao? Nghe được Diệp Cô Thành nói thế thì Bùi Đông Lai hơi to tỏ, xưng hô vô cùng tôn kính với Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành lắc đầu nói. Dựa vào chỉ thị của thượng cấp thì Long Nha trợ giúp ZJW điều tra chuyện ở Đông Giang, ta muốn đến thẩm vấn đặc công của quốc an cửu sử. Vậy tôi đi lên. Bùi Đông Lai nghe vậy thì gật đầu, lại cảm ơn. Cảm ơn ngài. Vũ phu thủ hộ Hoa Hạ hơn 20 năm, thế lực đen của cảnh ngoại không dám bước vào Trung Quốc nửa bước. Diệp Cô Thành trầm mặc vài giây đồng hồ, nói. Sau khi chuyện này kết thúc thì không người nào trong quốc nội dám đắc tội với cậu, hy vọng cậu có thể giống cha của cậu, đem dao mổ vung về những thế lực đen đó.
Ngài yên tâm, ngày mà chuyện này kết thúc cũng là lúc tôi đuổi đám người đó ra khỏi Trung Quốc. Bùi Đông Lai gật gật đầu, đón nhận ánh mắt mong chờ của Diệp Cô Thành, hứa hẹn, giọng nói không lớn nhưng vô cùng kiên định. Được. Nghe được Bùi Đông Lai hứa hẹn, Diệp Cô Thành toát ra vài phần vui mừng. Đi đi, bọn họ đang chờ cậu. Ừ. Bùi Đông Lai gật gật đầu, xuống xe, cùng Diệp Cô Thành vẫy tay từ biệt. Chào ngài, Bùi Thiếu, gia chủ đang đợi ngài, tôi mang ngài lên. Mắt thấy Bùi Đông Lai đi về phía Liên Minh Hoa Hạ thì một gã ám vệ bước lên, cung kính cúi đầu, hành lễ. Gia chủ. Nghe người này nói thế thì trong lòng Bùi Đông Lai càng tỏ ra nghi ngờ nhưng mà không có hỏi nhiều, mà là gật gật đầu, đi theo người này, lên tầng cao nhất. Đinh đông. Cửa thang máy mở ra, Bùi Đông Lai thấy được Tần Đông Tuyết đang mỉm cười đứng ở phía trước, rõ ràng là đang đợi hắn. Bùi Đông Lai đồng học, bọn hắn đều ở đây chờ cậu. Thấy cửa thang máy mở ra, Tần Đông Tuyết đi lên, ý cười đầy mặt. Sốt cuộc Tịch gia có địa vị gì? Lại nghe lời nói và cách xưng hô quen thuộc thì Bùi Đông Lai cảm thấy thân thiết hơn, cười cười, tùy ý để Tần Đông Tuyết ôm lấy cánh tay mình, vừa đi vừa hỏi. Tần Đông Tuyết nói. Theo mẹ của tớ nói thì Tịch gia chính là người đứng đầu trong 100 năm qua của đám tài phiệt Giang Chiết, hơn nữa còn là người đứng đầu của Liên Minh Hoa Hạ, càng là một gia tộc buôn bán có thể ảnh hưởng đến chính giới của quốc nội. Tài phiệt Giang Chiết, Liên Minh Hoa Hạ, ảnh hưởng đến chính giới. Bên tai nghe những lời này của Tần Đông Tuyết thì Bùi Đông Lai cả kinh dừng bước. Nếu như những lời này không phát ra từ miệng của Tần Đông Tuyết thì có đánh chết Bùi Đông Lai cũng không tin trong quốc nội lại tồn tại một gia tộc như thế này. Tại sao Tịch gia lại ra mặt? Chẳng lẽ vì muốn tranh thủ ích lợi sao? Kinh ngạc đi qua, Bùi Đông Lai mở miệng hỏi lần nữa. Hắn tin rằng trên thế giới này sẽ không có bữa cơm trưa miễn phí, càng không tin Tịch gia vô duyên vô cớ giúp hắn. Dựa theo lời của gia chủ Tịch gia là Tịch Nhân Đình thì vào thời loạn lạc, Bùi gia gia từng hạ thủ cứu Tịch gia, vì thế Tịch gia đã lập tổ huấn, bất kể như thế nào thì Tịch gia cũng để cho Bùi gia tùy ý sai khiến. Tần Đông Tuyết nói xong thì trong lòng tỏ ra vô cùng kính ý với vị lão nhân Bùi gia kia, ở nàng xem ra nếu như lão nhân Bùi gia kia đồng ý thì dựa vào những phần nhân tình năm đó, Bùi gia sẽ là một thế lực trong quốc nội. Ách, nghe được mấy lời này thì cho dù Bùi Đông Lai có tố chất tâm lý tốt đến đâu cũng bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Sở dĩ bọn họ ra tay giúp cậu đều là do Bùi thúc an bài. Tần Đông Tuyết mở miệng bổ sung nói. Có lẽ là bởi vì nhắc tới Bùi Vũ Phu, có lẽ là bởi vì sợ ba chữ Bùi Vũ Phu sẽ ảnh hưởng đến Bùi Đông Lai, ngữ khí của nàng hơi lộ phức tạp. Qua tử an bài sao? Lại nghe được Tần Đông Tuyết nói những lời này thì vẻ mặt của Bùi Đông Lai tỏ ra phức tạp, ý niệm về cái chết của Bùi Vũ Phu đã xuất hiện dao động. Đi thôi, chúng ta đi. Thấy được vẻ khác thường của Bùi Đông Lai thì Tần Đông Tuyết nắm chặt cánh tay Bùi Đông Lai, ôn nhu nói. Ừ. Bùi Đông Lai hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, cùng Tần Đông Tuyết đi vào căn phòng. Trong phòng, 5 người Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn, Bạch Hà Sầu, Tịch Nhân Đình cùng Tịch Hồ thấy Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết đi tới thì liền đem ánh mắt dừng lại ở trên người Bùi Đông Lai. Rất nhanh, dưới cái nhìn chăm chú của 5 người. Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết đã đi đến trước mặt bọn họ. Tiêu XX, Tần XX, Bạch Thư Ký, chào các vị. Bùi Đông Lai vốn là chào hỏi Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn cùng Bạch Hà Sầu, sau đó cúi đầu chào Tịch Nhân Đình. Đông Lai chào Tịch Gia Gia. Hả? Thấy hành động của Bùi Đông Lai, Tịch Hồ trừng to mắt, không biết Bùi Đông Lai có ý gì ngay cả Tịch Nhân Đình cũng không nghĩ ra tại sao Bùi Đông Lai xưng hô Tiêu Nguyên Thanh. Tần Hồng Sơn, Bạch Hà Sầu bằng chức quan, chỉ riêng bản thân hắn là gọi ra ra. Tịch Nhân Đình không rõ. Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn cùng Bạch Hà Sầu ba người cũng tâm như gương sáng, lúc này bọn họ chỉ là người hợp tác với nhau, lấy quan hệ lợi ích để ràng buộc với nhau. Hiểu được điểm này thì Tiêu Nguyên Thanh cùng Tần Hồng Sơn nở ra nụ cười khổ, trong lòng lại càng cảm thấy hối hận, còn Bạch Hà Sầu bởi vì đã có hợp tác với Bùi Vũ Phu trước đây nên không có nhiều phản ứng. Thấy được biểu hiện của Tiêu Nguyên Thanh cùng Tần Hồng Sơn thì trong lòng Tịch Nhân Đình vừa động, mơ hồ đoán được cái gì, không khỏi cười lên, sau đó nhịn không được mà trêu ghẹo. Lão Tiêu, Lão Tần, các ông đều sợ Đông Lai liên lụy gia tộc của các ông cho nên đã phân rõ giới hạn với Đông Lai. Hiện giờ thấy biểu hiện của Đông Lai thì các ông đều đã hối hận rồi sao?
Nghe được Tịch Nhân Đình nói thế thì hai người Tần Hồng Sơn, Tiêu Nguyên Thanh lại càng xấu hổ hơn, không biết nên nói gì. Đông Lai, gia gia của cháu từng cứu Tịch gia, ngay từ đó Tịch gia đã lập ra tổ huấn, bất kể thế nào thì Tịch gia đều để Bùi gia sai khiến. Mắt thấy Tiêu Nguyên Thanh cùng Tần Hồng Sơn trầm mặc không nói, Tịch Nhân Đình nhìn vào Bùi Đông Lai, nói sang chuyện khác nói. Nếu như cháu đã gọi ta một tiếng gia gia thì sau này cháu chính là cháu của Tịch Nhân Đình ta, vô luận là cháu làm cái gì thì Tịch gia đều đem toàn bộ tài nguyên để mặc cháu sử dụng. Ách! Mặc dù Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn, Bạch Hà Sầu biết được chuyện tình giữa Bùi gia và Tịch gia, nhưng mà lúc này nghe Tịch Nhân Đình nói thế thì cả ba người đều cả kinh không nhẹ. Ngoài ra, Tịch Hồ cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Thân là người thừa kế Liên Minh Hoa Hạ, tuy rằng hắn được Tịch Nhân Đình bồi dưỡng, nhưng mà tài nguyên cũng có hạn, mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại có thể điều động toàn bộ tài nguyên của Tịch gia. Tịch gia gia. Bùi Đông Lai cũng bị cả kinh không nhẹ, thế cho nên hắn há mồm ra, chính là hô lên ba chữ Tịch gia gia thì không biết nói cái gì nữa. Đông Lai, tổ huấn không thể làm trái, huống chi nếu lúc đó không có gia gia của cháu rút đao tương trợ thì cũng không có Tịch gia hiện tại, cho nên cháu không cần nói gì thêm, cứ nhận đi, đây là những thứ mà cháu nên có. Tịch Nhân Đình mở miệng, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Có lẽ là phần nhân tình này đến quá mức đột ngột, cũng có lẽ là quá lớn nên Bùi Đông Lai trầm mặc. Lão Tịch, đây là ông tát vào mặt bọn ta à. Lúc Bùi Đông Lai trầm mặc thì Tiêu Nguyên Thanh mở miệng trêu ghẹo, nở ra nụ cười chua xót. Ở hắn xem ra khi Tịch Nhân Đình đem toàn bộ tài nguyên giao cho Bùi Đông Lai thì đích thật là một món nhân tình to lớn. Nhưng mà bằng vào bố cục đồ long của Bùi Đông Lai thì mọi người đã thấy năng lực của Bùi Đông Lai. Ai dám nói sau này Bùi Đông Lai sẽ không cho Tịch ra một món hời khác. Đông Lai, đây là Tịch Hồ ca. Nghe được Tiêu Nguyên Thanh nói thế thì về. Đông Lai, đã nghe tên của cậu từ lâu, lần này đến Yên Kinh xem như là gặp mặt, ngày sau xin được chỉ giáo nhiều hơn. Tịch Hồ chủ động tiến lên, đưa tay lấy lòng, thân là thành viên của Tịch gia thì hắn luôn tuân thủ tổ huấn của Tịch gia, huống chi biểu hiện của Bùi Đông Lai đã khiến hắn tâm phục khẩu phục. Nên hắn đã quăng đi lồng khinh thị với Bùi Đông Lai, hơn nữa đối với an bài của Tịch Nhân Đình thì hắn cũng không tỏ ra dị nghị gì. Tịch Hồ ca nói quá lời, trùng hợp mà thôi. Bùi Đông Lai cầm tay Tịch Hồ, mở miệng đáp lại. Đông Lai, cháu cũng đừng khiêm tốn, ta đến đây là muốn cứu cháu, kết quả thì phát hiện được ngay từ đầu cháu đã không cần đến sự giúp đỡ của ta, lần này cháu đã để cho mấy lão già như chúng ta mở rộng tầm mắt. Tịch Nhân Đình thấy Bùi Đông Lai khiêm tốn thì cười nói. Ngoài ra, mạng của Tiêu Hổ là Tham Lang, mà cháu là Thất Sát, nó sẽ là người phụ tá cho cháu, cháu chỉ đạo nó, đây cũng là việc thiên kinh địa nghĩa rồi. Phụ tá. Nghe được hai chữ này thì ba người Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn, Bạch Hà Sầu lại cả kinh. Bọn hắn không thể tưởng tượng lấy năng lực Bùi Đông Lai, thêm vào sự giúp đỡ của Tịch gia thì hắn sẽ đạt đến một độ cao nào. Nhưng mà... Bọn hắn có thể khẳng định, thiếu niên từng không có dũng khí bước vào Tử Cấm Thành, xưa đâu bằng nay, những người từng xem nhẹ hắn, sau này sẽ phải ngưỡng mộ hắn. Giao thông Yên Kinh thật tệ. Lúc trạng vạng tối, trên một con đường lớn ở Yên Kinh, trong một chiếc xe hơi có biển số đặc thù, thân là Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc, Điền Nguyên lái xe, nhìn hàng xe hơi ở trước mặt, vẻ mặt tỏ ra tức giận. Reng, reng. Đột nhiên, điện thoại vệ tinh của hắn vang lên. Điền Nguyên nghe vậy thì một bên cẩn thận lái xe, một bên lấy điện thoại ra thì thấy người gọi đến là thuộc hạ của mình, hắn liền nghe máy. Bộ trưởng, tôi vừa mới nhận được tin tức, nghe nói tối qua Bùi Đông Lai đã rời khỏi nhà giam Lang Sơn, đã bị người của quân đội đưa đi. Điện thoại được chuyển, thuộc hạ Điền Nguyên vội báo. Ngoài ra, tôi còn nghe nói Khương Tuấn người phụ trách vụ án ở núi Đại Hưng An đã bị mang đi điều tra. Mà nhân vật số 1 của cảnh sát Đông Giang cùng với những quan viên có liên quan đến vụ án đó đều bị điều tra. Tin tức chuẩn xác không? Nghe được thuộc hạ hội báo, Điền Nguyên đột nhiên cả kinh. Tin tức là do gián điệp cấp cao chúng ta thu được nên không có vấn đề. Ta biết rồi, cậu hãy tiếp tục xác minh chuyện này. Điền Nguyên nói xong liền cúp điện thoại, sau đó bấm số của Đằng Xuyên Nguyên. Hội trưởng, sự việc đã xảy ra biến hóa. Điện thoại chuyển được, Điền Nguyên khẩn trương mở miệng, nói. Dựa vào tin tức mà tôi mới nhận được thì Bùi Đông Lai đã bị quân đội Trung Quốc mang ra khỏi nhà giam, hơn nữa toàn bộ những người có liên quan đến vụ án ở núi Đại Hưng An đều bị bí mật mang đi,
trong đó có cả Khương Tuấn, người thuộc phe phái Diệp gia. Nghe được Điền Nguyên hội báo, Đằng Xuyên Nguyên không khỏi biến đổi, lạnh giọng hỏi. Tin tức chuẩn xác không? Vâng, là do gián điệp cấp cao thu được, hẳn là chính xác. Điền Nguyên thành thật trả lời nói. Bất quá vì muốn đảm bảo nên tôi đã để cho người ở phía dưới tiếp tục xác minh tính chân thật của tin tức này. Lúc này đây, Đằng Xuyên Nguyên không có hé răng. Dựa theo kế hoạch của hắn thì hắn chậm nhất là tối nay hắn sẽ phái tinh anh trong hội tam hợp đến Trung Quốc. Hiện giờ thế cục đã phát sinh biến hóa, hắn không thể không lo lắng. Hội trưởng, còn dựa vào kế hoạch mà làm không? Mắt thấy Đằng Xuyên Nguyên không nói lời nào, Điền Nguyên do dự một chút hỏi. Chân mày Đằng Xuyên Nguyên hơi nhíu lại, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Điền Nguyên, cậu thấy có thể chờ không? Hội trưởng, lấy tin tức hiện giờ thì chuyện này đã xuất hiện vấn đề, thân là người của Diệp gia mà Khương Tuấn lại bị mang đi. Điều đó đã nói rằng có người đã động thủ với Diệp gia, đây cũng là nói người thanh niên tên Bùi Đông Lai kia chẳng những không chết, hơn nữa còn mượn thế lực khác để phản kích lại Diệp gia. Điền Nguyên phân tích, đám người Trung Quốc có thể gọi nhịp với Diệp gia không nhiều lắm, tên hỗn đản đó có thể dùng món lợi ích nào để làm đám người kia siêu lòng đây? Đằng Xuyên Nguyên như là đang hỏi Điền Nguyên, hoặc như là ở hỏi mình. Chẳng lẽ đám người kia muốn nhân cơ hội này đả kích Diệp gia? Rất có thể là như thế. Điền Nguyên nghe vậy thì đồng ý với suy đoán của Đằng Xuyên Nguyên. Mặc dù là như vậy nhưng bọn hắn cũng không có lý do gì cứu tên hỗn đản kia, đối với bọn hắn mà nói thì tên hỗn đản này không có giá trị lợi dụng, nếu như bọn hắn cứu tên hỗn đản kia ra thì rất có thể đã hoàn toàn kết thù với Diệp gia. Đằng Xuyên Nguyên hơi trầm ngâm, vẻ mặt tỏ ra cơ trí nói. Kế hoạch tạm thời hủy bỏ, đợi cho mọi việc rõ ràng rồi mới định ra kế hoạch. Cậu hãy tiếp tục quan sát chuyện này, một khi có gì mới thì lập tức báo lại cho ta. Vâng, hội trưởng. Điền Nguyên cung kính trả lời, sau đó thì nghe điện thoại vang lên những tiếng đô đô. Cùng lúc đó, trong một khu nhà giàu tử viên ở Đông Hải, thân là người phụ trách mafia ở Trung Quốc thì Pavarotti liền liên lạc với Anthony Gambino. Pavarotti, ta không phải nói cho ông biết, hai tiếng sau, ta muốn tới Đông Hải sao? Trên màn hình, vẻ mặt Anthony Gambino có chút không vui. Lúc buổi sáng, hắn gọi điện thoại cho Pavarotti, nói rằng hắn sẽ đi tới Đông Hải, tự mình chủ trì chuyện để mafia tiến vào Trung Quốc, ngoài ra hắn còn muốn đi đến Đông Hải để tìm Liễu Nguyệt, mượn cơ hội này để bắt Liễu Nguyệt. Hiện giờ, khoảng cách hắn lên máy bay chỉ còn 2 tiếng, mà Pavarotti lại đột nhiên liên lạc với hắn, điều này có thể khiến hắn không tức giận sao? Ở hắn xem ra, nếu Pavarotti có chuyện gì muốn báo thì cần phải báo sớm hơn a. Thật có lỗi, quấy rầy ngài, Anthony thiếu gia. Nhận thấy được vẻ bất mãn của Anthony thì trong lòng Pavarotti có chút sợ hãi, bất quá cũng giải thích. Sự việc đã phát sinh biến hóa, tôi cho rằng cần phải báo lại cho ngài. Xảy ra biến hóa. Anthony đã biết được chuyện Bùi Đông Lai bị giam vào ngục giam cho nên mới lớn mật đi Đông Hải tìm Liễu Nguyệt. Hiện giờ nghe Pavarotti nói thế thì không khỏi ngẩn ra. Xảy ra chuyện gì? Anthony thiếu gia, dựa vào tình báo mới nhất thì tối qua Bùi Đông Lai đã bị người quân đội mang đi, ngoài ra một ít người có liên quan đến vụ án ở núi Đại Hưng An cũng bị mang đi. Pavarotti kể lại những tin tình báo mà mình có được cho Anthony, sau đó nói ra suy đoán của hắn. Cá nhân tôi cho rằng, có thế lực ra mặt cứu Bùi Đông Lai, dù sao dựa vào tin tức hiện giờ có thể đoán được. Không có chứng cứ chứng minh việc Bùi Đông Lai cấu kết với Thôi Gia SQ giết chết Diệp Tranh Vanh, ngược lại có thể là có chứng cứ chứng minh việc Diệp Tranh Vanh cấu kết với Thôi Gia SQ. Quả thật là có khả năng này. Anthony nghe vậy thì trầm ngâm một lát. Nếu sự việc đã xảy ra biến hóa thì ta sẽ không đi Đông Hải, ông hãy tiếp tục phụ trách công việc bên đó, một khi có chuyện gì thì liền báo lại cho ta. Vâng, Anthony thiếu gia. Nếu như mày còn sống thì chứng minh tao đã khinh thường mày. Bất quá mày có quan hệ gì đây? Lúc mày xuống dưới kia cũng là lúc Liễu Thần phục dưới háng của tao, đây là chuyện không thể thay đổi, chỉ có khác nhau là tao có ra mặt động thủ hay không thôi. Anthony kết thúc điện thoại, châm một điếu xì gà, cười lạnh không thôi. So sánh với hội tam hợp cùng mafia mà nói thì mạng lưới tình báo của thần võng lại càng khủng bố hơn. Sau khi biết chuyện này thì Dracula cũng không có liên lạc với Dixie. Bởi vì hắn biết, mỗi ngày Dixie đều luyện công để làm tăng thực lực của mình lên.
Ngay khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống thì Dracula mới liên lạc với Dixie, đem toàn bộ mọi chuyện báo lại cho Dixie. Sự việc càng lúc càng thú vị. Nghe xong Dracula hội báo, hai mắt Dixie tỏa sáng, không nhịn được mà cười hỏi. Dracula hoàng thân, ông xem rằng có phải chúng ta đã xem thường tên kia không? Thần chi tử tôn quý, tuy rằng tôi không thể đoán được chân tướng của việc này nhưng cá nhân tôi cho rằng tên kia sẽ tránh khỏi tai nạn lần này. Dracula đem suy nghĩ của mình nói ra. Ông hãy lưu lại ở Trung Quốc, chú ý tình thế, nếu hắn chết thì dựa theo kế hoạch chúng ta mà làm, nếu hắn tiếp tục còn sống thì hủy bỏ kế hoạch. Tinh quang trong đôi mắt màu tím của Dixie lóe lên, giọng nói tỏ ra khinh thường. Bởi vì có như vậy thì mới chứng minh hắn không phải là kẻ phế vật, có tư cách là đồ chơi của ta. Thần chi tử tôn quý, tôi cho rằng bất kể như thế này thì ngay cả tư cách lau giày cho ngài thì hắn cũng không có. Nghe được Dixie nói thế, nghĩ đến mưu trí và vũ lực khủng bố của Dixie thì Dracula khen một câu. Ông sai rồi Dracula, cho dù hắn là phế vậy thì hắn cũng là con của vũ thần Trung Quốc, tự tay bóp chết lấy hắn cũng là một chuyện thú vị, ông không thấy đúng sao? Dixie có nhiều hứng thú nở nụ cười, cảm giác kia giống như Bùi Đông Lai đã là một món đồ chơi trong tay hắn. Thần chi tử tôn quý, là tôi hồ đồ. Ha ha! Dracula sau khi ông đến Trung Quốc thì trình độ vuốt mông ngựa của ông càng cao a. Lại nghe Dracula khen, Dixie hơi cảm thấy hiếu kỳ. Dracula cười khổ nói. Thần chi tử tốn quý, ngài có điều không biết, ở trong này vô luận là thương nhân hay là quan chức, bọn họ đều là cao thủ nịnh bợ, trong mắt tôi thì bọn hắn lại càng giống với những tiểu thư ở trong các quán bar. Vậy sao? Dixie nghe vậy, hơi hiếu kỳ. Có cơ hội thì ta đến Trung Quốc nhìn xem mới được. Thần chi tử tôn quý, một ngày nào đó ngài cũng tôn quý chi thần sẽ dẫm nát Trung Quốc dưới chân, không, là toàn bộ thế giới. Dracula cười nói. Ngày này hẳn là không xa. Dixie từ từ đem một ly máu đỏ tươi đổ vào trong miệng, vẻ mặt như ác ma. Cùng lúc đó, trong một khách sạn ở vùng ngoại thành Yên Kinh. Sáu tên từng là người có mạng lưới bạch đạo lớn nhất của tập đoàn Đông Hải đang ngồi ở đây. Lão Trang ông có tin tức gì mới sao? Bên cạnh bàn cơm, một gã đại lão mở miệng hỏi, hắn và đám người Trang Nham đều giống nhau, đều thông qua con đường đặc thù biết được chuyện Bùi Đông Lai bị mang ra khỏi nhà giam Lang Sơn, hơn nữa còn biết chuyện Khương Tuấn bị mang đi điều tra. Đối với chuyện này thì bọn hắn vô cùng tò mò, lại nhớ đến chuyện ngày đó Trang Nham nói nên cho rằng chuyện này không đơn giản. Vì thế lập tức tụ họp lại ở đây. Tôi làm sao có tin gì được? Trang Nham dở khóc dở cười. Vậy tại sao trước kia ông nói sự việc không có đơn giản như thế? Một gã đại lão khác hỏi. Trang Nham cười khổ. Nếu như cho tôi tìm lý do thì lý do chỉ có một, chính là ngày đó Bùi Đông Lai đã nói, cha tôi từng dạy tôi nhiều thứ nhưng chưa từng dạy tôi cách cúi đầu trước địch nhân, ngày đó hắn nói rất tự tin cho nên tôi cảm thấy hắn còn con bài chưa lật. Tập đoàn Đông Hải đã bị niêm phong, hắn còn có con bài gì nữa? Đúng vậy, theo tôi thấy thì rất có thể những thế lực khác nhìn thấy được chuyện khác lạ trong vụ án ở Đông Giang cho nên muốn nhân cơ hội này làm ra một số chuyện. Vậy tại sao Bùi Đông Lai lại bị mang ra khỏi nhà giam Lang Sơn? Hơn nữa nghe nói là người của quân đội. Trang Nham nhất châm kiến huyết. Mặc dù sau cái chết của Tiêu gia lão gia tử thì Diệp gia đã có sự phát triển trong quân. Nhưng mà so với Tiêu gia thì vẫn còn chưa đủ trình, như vậy nếu như Diệp gia muốn cho Bùi Đông Lai chết thì trước khi Bùi Đông Lai bị định tội thì Diệp gia tuyệt đối không cho Bùi Đông Lai rời khỏi nhà giam Lang Sơn nửa bước. Có lẽ là Bùi Đông Lai tạm thời bị mang đi để hiệp trợ điều tra, ông muốn nói hắn còn con bài chưa lật, tôi tuyệt đối không tin. Một vị đại lão đeo kính nói ra quan điểm của mình. Dân chúng bình thường xem quan trường giống như âm phủ trong nhân gian, mặt trên xem chúng ta là bàn cờ. Cũng là như thế. Trang Nham nhìn không được cảm thán nói. Tin hay không đợi toàn bộ mọi chuyện nổi lên mặt nước thì sẽ thấy. Cũng chỉ đành như thế. Những người khác đều lộ ra vẻ chờ mong. Bởi vì bọn hắn cũng biết lấy thân phận của bọn hắn thì cũng không thể tìm thấy tin tức cụ thể trong chuyện này. Bọn hắn không biết là. Đêm nay, bởi vì bố cục đồ long của Bùi Đông Lai mà hội tam hợp, mafia. Thần võng ba thế lực đã tạm hoãn kế hoạch xâm nhập vào Trung Quốc. Bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng. Đêm nay, Bùi Đông Lai lại tự mình đi gặp vị thủ trưởng số 1.
Tôi không biết ngày đó Bùi Đông Lai đã cùng XXX nói cái gì, nhưng mà có thể khẳng định, đêm đó đối với Bùi Đông Lai cùng Trung Quốc có một ý nghĩa to lớn. Ngày nào đó đi qua, Bùi Đông Lai dẫm lên Diệp Gia, đi lên sân khấu thế giới. Nhiều năm sau, Tham Lang Tịch Hồ đã nói câu như vậy. 8 giờ sáng ngày hôm sau, trong văn phòng của mình, Trang Nham đang chuẩn bị cầm sấp tài liệu lên để đọc thì điện thoại di động của hắn lại rung lên. Xảy ra tiếng điện thoại làm Trang Nham ngẩn ra, hắn nhìn vào thì thấy người gọi đến là một người bạn làm ở bộ, vì vậy hắn liền tới đóng cửa, rồi mới nghe máy. Vừa mới nhận được tin, thân thể Diệp Cấm không được khỏe cho nên hắn đã làm đơn xin từ chức. Diệp Cấm từ chức sao? Dù là Trang Nghiêm thân ở địa vị cao, tâm lý tính chất vốn thật tốt, nhưng mà thình lình nghe được tin tức này thì hắn cả kinh trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ rất nhiều, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân xuất hiện ảo giác. Tôi có nghe lầm không? Tin tức vô cùng chính xác. Chủ nhân đầu bên kia điện thoại khẳng định. Mặt trên đang họp, rất nhanh sẽ công bố tin tức này. Ách, lại nghe được lời khẳng định nhưng mà Trang Nham vẫn chưa có cách nào lấy lại tinh thần. Tuy rằng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể khẳng định chính là đây chính là hậu chiêu của Bùi Đông Lai, chỉ có hắn mới có thể khiến cho Diệp gia tổn thương nặng như thế này. Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên. Trước mắt tin tức vẫn còn chưa kịp truyền ra ngoài, ông còn muốn cứu vãn thì vẫn còn kịp. Không trả lời, Trang Nham vẫn chưa lấy lại tinh thần thế cho nên chủ nhân đầu bên kia cúp điện thoại thì hắn vẫn không biết. Reng, reng. Sau đó, thật vất vả lắm thì Trang Nham mới lấy lại tinh thần, lại phát hiện tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lúc này, người gọi đến chính là một người từng có quan hệ rộng rãi trong mạng lưới bạch đạo của tập đoàn Đông Hải. Lão Trang. Tôi vừa mới nhận được tin tức, nói rằng bởi vì thân thể Diệp Cấm không khỏe cho nên đã chủ động từ chức. Ông đã nghe được tin tức này chưa? Đầu bên kia điện thoại, người luôn tin tưởng Bùi Đông Lai không còn con bài tẩy gì, lúc này hắn tỏ ra vô cùng nghi hoặc hỏi. Tới cùng là đã xảy ra chuyện gì? Ông nói có phải là do tên tiểu tử Bùi Đông Lai kia làm ra không? Chuyện cho tới lúc này, nếu không phải là Bùi Đông Lai làm thì ai mới có thể khiến cho Diệp gia bị tổn thương nặng như thế? Trang Nham hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngữ khí đã tràn ngập hương vị chua xót, khuôn mặt cũng hiện lên vài phần hối hận. Chúng ta đều đã bỏ qua một cơ hội tốt rồi. Ách, nghe được những lời này của Trang Nham thì người bên kia điện thoại không phản bác được, chẳng khác gì là chấp nhận lời nói này của Trang Nham. Diệp Cấm là người thừa kế đời thứ ba của Diệp gia, đồng thời là người có thể bước chân vào cạnh tranh quyền lực trên đỉnh kim tự tháp, hiện giờ lại bị Bùi Đông Lai xóa sạch. Điều này đủ để nói lên nhiều chuyện. Lão Trang, ngày đó ông cùng gặp mặt với Bùi Đông Lai, không phải Bùi Đông Lai đã nói cánh cửa tập đoàn Đông Hải luôn chào đón chúng ta sao? Ngây người đi qua, vị đại lão bên kia nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Lão Tạ A, lúc này không giống ngày xưa. Không chỉ nói Bùi Đông Lai có nhớ đến lời ngày đó hay không, cho dù hắn nhớ thì ông cho rằng hắn sẽ làm sao? Trang Nham cười khổ một tiếng, tự hỏi tự đáp. Hiện giờ, ngay cả Diệp Cấm mà hắn có thể xóa sạch, chúng ta thì tính là cái gì? Cứ thử xem đi, cho dù không hợp tác được cùng hắn thì ít nhất cũng tỏ thái độ, không cần đắc tội với hắn. Lão Tạ nghe vậy thì khuôn mặt liền hiện ra vài phần hối hận, trầm ngâm một lát lại nói. Nghe được Lão Tạ nói như thế thì Trang Nham nghĩ nghĩ, làm ra quyết định. Được rồi, để lát nữa tôi gọi điện cho hắn. Tuy nói như vậy nhưng mà trong lòng Trang Nham cũng không có bao nhiêu hy vọng. Bởi vì, hắn biết đám người bọn hắn đã làm ra một lựa chọn sai lầm, điều duy nhất mà hắn chờ mong chính là Bùi Đông Lai thấy bọn hắn không có bỏ đá xuống giếng, nhớ lại tình cũ, sẽ để bọn hắn vào lại tập đoàn Đông Hải. Nếu không, hắn có thể khẳng định, Bùi Đông Lai có thể vặn ngã Diệp Cấm cũng có thể làm bọn hắn ngã xuống. 2 tiếng sau, trong một tòa nhà ở Yên Kinh, đại thiếu gia của Đổng gia là Đổng Văn Bân đang ngồi trên một chiếc ghế salon, vẻ mặt của hắn tỏ ra vô cùng đắc ý. Đắc ý là bởi vì chuyện Hồng Kinh hội tan đàn xẻ nghé, Đông Hạ hội trở thành chuyện cười của Yên Kinh, hắn nhân cơ hội này, bằng vào uy tín của đại thiếu gia Đổng gia, hơn nữa cũng liên thủ với mấy người dưới tay, ở trong vòng quyền quý tuyên bố thành lập Hồng Cảnh hội. Tính đến hôm nay thì đã có không ít người xin gia nhập vào Hồng Cảnh hội. Khuya hôm nay chính là lần đầu tiên mọi người trong Hồng Cảnh hội gặp gỡ với nhau. Như vậy, thân là người sáng lập ra Hồng Cảnh hội thì hát có thể không đắc ý sao? Ấn,
ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hắn rất hài lòng với tình thế hiện nay. Reng, reng. Sau đó, ngay tại khi Đồng Văn Bân ảo tưởng đến kế hoạch trong tương lai của Hồng Cảnh Hội thì điện thoại của hắn lại vang lên. Hả? Tiếng điện thoại làm cho Đồng Văn Bân bừng tỉnh, hắn lấy điện thoại ra thì thấy người gọi đến là một gã bạn mình, vẻ mặt tươi cười hỏi. Tiểu Dương, có chuyện gì sao? Ách! Đầu bên kia điện thoại, thanh niên tên là Tiểu Dương đang làm ở trong mạng nhân dân, hắn vốn là nghe được một tin tức quan trọng, muốn tìm Đồng Văn Bân để tìm hiểu thêm. Lúc này nghe giọng nói của Đồng Văn Bân tỏ ra thoải mái thì liền giống như là đang ngủ mớ. Ở hắn xem ra, xảy ra chuyện lớn như thế, Đồng Văn Bân không có đạo lý mà tỏ ra thoải mái như vậy mới đúng à. Có chuyện gì? Đồng Văn Bân thấy Tiểu Dương không nói lời nào. Lại hỏi. Đồng thiếu, anh chưa biết tin gì à? Tiểu Dương lấy lại tinh thần, nuốt nước bọt, có chút không dám tin hỏi. Biết cái gì? Thân thể Diệp Cấm không khỏe cho nên đã trình đơn từ chức, được phê chuẩn. Cái gì? Lúc này đây không đợi Tiểu Dương nói cho hết lời, Đồng Văn Bân liền cả kinh từ trên ghế làm việc nhảy dựng lên, vẻ mặt hắn tỏ ra không tin, trừng to mắt. Cậu nói Diệp Cấm từ chức sao? Điều này sao có thể? Đồng thiếu, thật sự à, trên web của Bộ Nhân dân đã truyền ra tin tức này, hiện giờ cũng đã nổ tung rồi. Tiểu Dương khóc không ra nước mắt. Hắn thật sự rất buồn bực, Đồng Văn Bân như thế nào đến bây giờ còn không biết chuyện. Lại nghe Tiểu Dương nói thế thì Đồng Văn Bân không kịp cúp điện thoại, liền ném điện thoại qua một bên, mở máy tính lên rồi vào web của Bộ Nhân dân. Đồng chí Diệp Cấm, Chủ tịch tỉnh ủy XXX bởi vì thân thể không khỏe cho nên hướng XXX đệ đơn từ chức, XXX tổ chức cuộc họp, tại hội nghị đã quyết định phê chuẩn đơn gửi chức của đồng chí Diệp Cấm. Cũng quyết định để đồng chí Tần Tranh đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh ủy XXX. Sau khi vào trang web này thì Đồng Văn Bân liền thấy rõ tin tức này. Tại sao có thể như vậy? Chứng kiến cái tin tức này, Đồng Văn Bân hoàn toàn trợn tròn mắt, thân là đại thiếu gia của Đồng gia thì hắn biết được những bài post trên trang web này sẽ không phải là giả. Đồng thời từ tin tức này hắn lại nhìn ra được Tần Tranh của Tần gia đã lấy được lợi ích rất lớn. Nhưng mà... hắn không tin Tần gia có thể một kích chí mạng vào Diệp gia khi đang ở mặt trời ban trưa. Ông, đột nhiên lúc này, điện thoại của hắn lại rung lên. Chỉ rung lên hai cái, là tin nhắn. Nghe được tiếng rung thì Đồng Văn Bân khẽ lắc đầu nhẹ, cầm điện thoại lên. Toàn thể thành viên Đông Hạ hội, vào lúc 7 giờ 30 phút tối nay tụ họp tại hội sở Hồng Kinh hội. Tần Đông Tuyết, lộp bộp. Thấy được nội dung tin nhắn này thì Đồng Văn Bân chỉ cảm thấy dường như tim mình đã ngừng đập. Nương theo ánh sáng từ ngoài cửa sổ thì có thể thấy được khuôn mặt của Đồng Văn Bân đã trở nên xám xịt. Đi, hay là không đi? Trong lòng hắn thầm hỏi. Tin nhắn đã được gửi đến mọi người. Trong một tòa tứ hợp viện ở Yên Kinh, sau khi gửi xong tin nhắn thì Tần Đông Tuyết hướng Bùi Đông Lai mở chừng hai mắt. Mặt khác. Lâm gia Lâm Tường gọi điện thoại tới nói muốn dẫn người xin gia nhập Đông Hạ hội, còn có Tịch Hồ, cậu ấy cũng muốn gia nhập Đông Hạ hội. Tịch Hồ cũng muốn gia nhập. Đối với việc Lâm Tường muốn gia nhập Đông Hạ hội thì Bùi Đông Lai có thể lý giải được nhưng mà Tịch Hồ làm như vậy, cũng để cho hắn có chút kinh ngạc. Ừ. Tần Đông Tuyết gật gật đầu, đem những lời Tịch Hồ nói ra cho Bùi Đông Lai. Cậu ta muốn thừa dịp Đông Hạ hội trở thành hội sở tư nhân lớn nhất nước. Hỗn lên làm một nguyên lão trong đó. Bùi Đông Lai một trận không nói gì, theo sau nghĩ nghĩ, nói. Buổi tối tớ sẽ không đi, có các cậu ở đó thì không có vấn đề gì rồi. Được. Tần Đông Tuyết gật gật đầu, không có bất kỳ dị nghị gì. Bởi vì, nàng biết Bùi Đông Lai còn có chuyện quan trọng hơn đi làm, tình hình quốc nội đã yên ổn, Bùi Đông Lai vung dao mổ với thế lực cảnh ngoại. 7 giờ đám người Đồng Văn Bân lái xe tới hội sở Hồng Kinh, sau khi xuống xe thì vẻ mặt người nào người nấy tỏ ra phức tạp, nhìn vào tòa nhà hội sở Hồng Kinh, sau đó đi vào. Một lát sau, khi đoàn người Đồng Văn Bân đi vào phòng hội nghị thì thấy ở trong này đã không có ít người, trong đó có hai người có quan hệ tốt với Bùi Đông Lai là Ngô Vũ Trạch cùng Cổ Văn Cảnh. Thấy được đoàn người Đồng Văn Bân đi vào thì tất cả mọi người đang ngồi trong phòng hội nghị cũng không cảm thấy kinh ngạc. Vũ Trạch, Văn Cảnh. Hai cậu tới sớm a. Đồng Văn Bân ngồi xuống, sau đó chủ động nói chuyện với Ngô Vũ Trạch và Cổ Văn Cảnh, hiển nhiên là hắn muốn từ hai người này biết chuyện của Bùi Đông Lai.
sau khi đến đây thì không biết đi đâu, đành phải đến đây. Ngô Vũ Trạch cười đáp lại một câu, theo sau hữu ý vô ý hỏi. Tôi còn tưởng hôm nay Đồng Thiếu sẽ không tới, không nghĩ chẳng những Đồng Thiếu đã đến mà còn dẫn theo không ít người. Ha ha, trong thời gian này thì tôi luôn vì Đông Hạ Hội mà mở rộng mà. Đồng Văn Bân cười gượng hai tiếng. Ngô Vũ Trạch tự nhiên sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của Đồng Văn Bân, nghĩ đến ngày đó Đồng Văn Bân dẫn người rời đi thì Ngô Vũ Trạch cũng có chút tức giận, bất quá vẫn cười. Như vậy à, nếu vậy, bằng vào công lao của Đồng Thiếu thì làm phó hội trưởng cũng không là vấn đề gì. Ai biết lước? Lời nói chào phúng của Ngô Vũ Trạch làm cho Đồng Văn Bân có cảm giác như bị tát vào mắt, hắn đành phải nói sang chuyện khác. Vũ Trạch, Văn Cảnh, các cậu ngồi đây, tối nay chúng ta uống vài chén. Được. Ngô Vũ Trạch tùy ý lên tiếng. Chờ đợi Đồng Văn Bân đi xa thì nhìn không được mà nhìn về cổ Văn Cảnh, có chút nghi hoặc hỏi han. Chú nói tại sao Đông Lai lại kêu những tên gia hỏa ăn cây táo, rào cây sung này đến đây? Không biết. Nghĩ đến sự tích huy hoàng của Bùi Đông Lai thì cổ Văn Cảnh cười khổ nói. Cuộc sống của cậu ta, chúng ta không hiểu được. Ngô Vũ Trạch nghe vậy, dở khóc dở cười, xem như là thừa nhận. Ba. Sau đó, không đợi hai người nói cái gì nữa, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Bá. Nghe tiếng, mọi người sôi nổi đem ánh mắt quẳng về cửa phòng hội nghị. Két. Nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở ra. Đám bạn bè của Tiêu Cuồng đi vào. Hả? Thấy toàn bộ đám bạn bè của Tiêu Cuồng đều đến thì đám người Ngô Vũ Trạch, cổ Văn Cảnh hơi cảm thấy có chút kinh ngạc, mà Đồng Văn Bân bởi vì có cảm giác đồng bệnh tương lân nên vẻ xấu hổ trên mặt đã bớt đi vài phần, trở nên thản nhiên rất nhiều. Đám người Tiêu Cuồng cũng quay lại rồi, ta đây thì sợ cái gì? Giống như suy đoán của Đồng Văn Bân, sau khi đám bạn bè của Tiêu Cuồng vào phòng thì ngồi xuống. Không nói tiếng gì, cùng đợi hội nghị bắt đầu. 7 giờ 20 phút. Trừ Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na, Tiêu Cuồng cùng Bạch Kiến Khôn thì toàn bộ thành viên của Đông Hạ Hội đã đến đông đủ, trong phòng hội nghị đều kín hết chỗ, lại không có người nói chuyện với nhau, không khí vô cùng im lặng. 7 giờ 25 phút. Cửa phòng họp lại bị người đẩy ra. Lâm Tường mang theo hơn 20 người, dưới ánh mắt của mọi người mà đi vào. Xem ra chúng ta đã tới chậm. Cũng may là phòng này khá lớn, nên cũng còn nhiều chỗ. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người thì Lâm Tương cười cười, chủ động mở miệng, đánh vỡ trầm mặc, một câu hai ý nghĩa. Nói xong, hắn không để ý đến phản ứng của mọi người mà tìm chỗ ngồi. Tại sao Lâm Tường lại dẫn người đến đây? Đúng à, thật kỳ quái. Cái này có gì mà lạ đâu, chuyện của Diệp Cấm đã truyền ra, chỉ cần người không ngu ngốc là có thể đoán được kết quả. Lúc này Lâm Tường dẫn người tiến đến gia nhập Đông Hạ Hội cũng bình thường thôi. Đúng vậy, ngay cả Diệp Cấm mà hội trưởng có thể quật ngã được, người nào có thể làm được điểm này a? Đám người Lâm Tường ngồi xuống thì trong phòng vang lên những tiếng nghị luận. Đối với việc này thì Lâm Tường cũng không tỏ ra gì cả, nụ cười trên mặt không giảm, ánh mắt hữu ý vô ý đánh giá toàn bộ thành viên Đông Hạ Hội. Rất nhanh, trong đám người Lâm Tường đã tìm được Đồng Văn Bân, sau đó hắn mỉm cười. Xem như chào hỏi. Thấy Lâm Tường mỉm cười chào hỏi, Đồng Văn Bân vội vàng mỉm cười, vẻ xấu hổ trên mặt đã biến mất, thay vào đó chính là may mắn. Lúc nãy thấy được đám bạn bè của Tiêu Cuồng quay lại thì hắn đã có chút may mắn thì thấy mình đã lựa chọn chính xác, mang theo người đi vào đây. Hiện giờ thấy được Lâm Tường dẫn người đến đây thì hắn lại càng cảm thấy lựa chọn của mình là chính xác, Lâm gia luôn là đồng minh quan trọng của Diệp gia. Hiện giờ thân là người thừa kế đời sau của Lâm gia, Lâm Tường xuất hiện ở đây, dùng đầu ngón chân thì Đồng Văn Bân cũng nghĩ ra là đã có chuyện gì. 7 giờ 28 phút, cửa phòng lại bị mở ra, Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Tiêu Cuồng, Tịch Hồ cùng Bạch Kiến Khôn đi theo sau hai người. Người cùng đi với Tiêu Cuồng là ai? Ngạc nhiên khi thấy được Tịch Hồ đi bên cạnh Tiêu Cuồng thì mọi người trong phòng đều hiện ra nghi vấn này. Vô luận là Bạch Kiến Khôn hay là Tiêu Cuồng đều là phó hội trưởng, hiện giờ Tịch Hồ đi ở bên cạnh Tiêu Cuồng, điều đó cũng chứng minh hắn sẽ giống như Tiêu Cuồng, trở thành phó hội trưởng của Đông Hạ Hội. Như vậy, bọn hắn thực muốn biết, Tịch Hồ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dựa vào cái gì mà có thể đảm nhiệm chức phó hội trưởng? Đồng Văn Bân cùng Lâm Tường, hai người không có cảm thấy nghi hoặc. Bọn hắn có chính là khiếp sợ.
thân là nhân vật trẻ tuổi của Đồng gia, Lâm gia, tuy rằng bọn hắn không biết Tịch Hồ nhưng mà cũng đã từng thấy ảnh chụp của Tịch Hồ, cũng biết được địa vị của Tịch Hồ ở Liên minh Hoa Hạ. Chẳng thể trách ngay cả Diệp gia như mặt trời ban trưa cũng sụp đổ. Khiếp sợ đi qua, Đồng Văn Bân cùng Lâm Tường rất có ăn ý liếc nhau, trong lòng thầm nói. Sai đó, dưới ánh mắt mê hoặc của đám người Đông Hạ hội, mấy người Tần Đông Tuyết đi về phía trước bàn hội nghị. Wow, Đồng Văn Bân, mày thật là xả bức, mày còn có mặt mũi về tới đây à? Đi tới, Tiêu Cuồng đột nhiên dừng bước lại, trên cao nhìn xuống nhìn thấy Đồng Văn Bân, cười lạnh, vũ nhục, nói. Bá! Nghe được Tiêu Cuồng nói như thế thì đám người Tần Đông Tuyết dừng bước lại. Mà những thành viên khác của Đông Hạ hội lại đem ánh mắt nhìn về phía Đồng Văn Bân. Bên tai quanh quẩn lời nói của Tiêu Cuồng, nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Tiêu Cuồng, nhận thấy được vô số ánh mắt của mọi người thì Đồng Văn Bân chỉ cảm thấy bản thân mình bị Tiêu Cuồng tát một cái vào mặt, vẻ mặt biệt khuất, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Không, không phải cậu cũng tới ư? Đối với Tiêu Cuồng mà nói, thì hắn đã chuẩn bị tâm lý, hiện giờ biết được tin Bùi Đông Lai đã giành thắng lợi, biết rõ tầm quan trọng của Đông Hạ hội nên hắn làm sao rời đi được. Lão tử rời khỏi Đông Hạ hội là vì muốn giúp Đông Lai kiểm tra độ trung thành của thành viên Đông Hạ hội, không phải là dạng người xả bức, tham phú phụ bần như mày. Tiêu Cuồng cười lạnh một tiếng, sau đó đối Tần Đông Tuyết đề nghị nói. Tần hội trưởng, tôi đề nghị để Đồng Văn Bân cút ra khỏi Đông Hạ hội. Bá! Nghe được lời đề nghị của Tiêu Cuồng thì không riêng gì Đồng Văn Bân mà ngay cả đám người đi theo hắn thì ai nấy cũng đều tỏ ra kinh ngạc, bọn hắn tuy rằng không như Đồng Văn Bân, không nhìn thấy được việc Bùi Đông Lai đã lật ngược thế cờ, nhưng mà thông qua việc đám người Tiêu Cuồng, Lâm Tường đến đây thì bọn họ đoán được Đông Hạ hội sẽ không sao, sẽ trở thành một hội sở tư nhân lớn nhất nước Cộng Hòa. Không riêng gì bọn hắn, mà ngay cả một ít thành viên của Đông Hạ hội cũng động dung. Trong lòng cảm thấy may mắn vì ngày đó đã không mù quáng rời khỏi Đông Hạ hội, nếu không ngày hôm nay cũng sẽ giống như Đồng Văn Bân. Trong lúc nhất thời phòng hội nghị trở nên im lặng, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tần Đông Tuyết, cùng đợi Tần Đông Tuyết quyết định. Hôm nay hội trưởng Bùi Đông Lai có việc nên không thể đến đây, hội nghị này do tôi toàn quyền phụ trách. Thấy được mọi người đang nhìn mình thì mặt Tần Đông Tuyết không đổi sắc, lặng lặng nhìn vào Đồng Văn Bân, nói. Tôi đồng ý đề nghị của Phó Hội trưởng Tiêu Cuồng, Đồng Văn Bân, cậu mê hoặc lòng người, làm cho mọi người rời khỏi Đông Hạ hội, cậu đã không còn là thành viên của Đông Hạ hội nữa, mời cậu rời đi. Ách, quyết định của Tần Đông Tuyết làm cho mọi người đều ngẩn ra, ở bọn hắn xem ra, nếu như đám người Đồng Văn Bân đến đây tham gia hội nghị thì đã được thông báo rồi, kể từ đó, nếu như đã thông báo cho bọn hắn thì tại sao lại đuổi bọn hắn rời khỏi đây? Những người lúc trước đi theo Đồng Văn Bân, nếu hôm nay đã đến đây thì không cần phải nhắc lại nữa. Dường như vì muốn trả nghi vấn trong lòng mọi người nên Tần Đông Tuyết mở miệng lần nữa, ngữ khí không thể nghi ngờ. Bất quá, nếu có người nào muốn cùng đi với Đồng Văn Bân thì tôi sẽ không ngăn cản. Một mũi tên báo cừu, tá ma giết lừa, tạo uy tín. Lại nghe Tần Đông Tuyết mở miệng, không ít người đều là minh bạch ý của Tần Đông Tuyết, hoặc là Bùi Đông Lai ở phía sau màn. Trong lòng vô cùng bội phụ thủ đoạn này của Bùi Đông Lai. Mà Đồng Văn Bân thì chỉ cảm thấy choáng váng, ngơ ngác ngồi đó, vẫn không nhúc nhích. Đồng Văn Bân, con mẹ nó mày còn ngồi ngây đó làm gì? Tiêu Cuồng thấy thế, nghĩ đến hành động ngày đó Đồng Văn Bân, tức giận mắng. Cút mau! Lại nghe lời nói hết sức vũ nhục của Tiêu Cuồng thì cả người Đồng Văn Bân chấn động, biệt khuất đứng lên, cắn chặt răng. Cố gắng nói cái gì đó nhưng mà thấy được ánh mắt trào phúng của mọi người thì hắn không nói gì, mà là như chó nhà có tang, mang theo cái đuôi rời khỏi phòng hội nghị. Dưới ánh đèn, bước chân hắn đi từ từ, hắn đang đợi những kẻ từng biểu lộ sự trung tâm đối với hắn sẽ đứng dậy đi cùng hắn. Một bước, hai bước, ba bước. Dần dần, Đồng Văn Bân đi tới cửa, nhịn không được dừng bước lại, quay đầu lại nhìn xung quanh, rõ ràng phát hiện từng người từng đi theo hắn. Một đám giống như là không nhìn thấy hắn, không tỏ ra quen biết với hắn. Thấy một màn như vậy, Đồng Văn Bân chỉ cảm giác có một con dao đâm vào lồng ngực của mình, vô cùng đau nhức. Đồng thời hắn cũng hiểu được một đạo lý, vào lúc quan trọng, làm a dua so với làm sai thì càng đáng sợ hơn. Cùng lúc đó, Trang Nham sau khi về đến nhà thì cơm cũng không ăn, hắn đi vào thư phòng, hút hết một gói thuốc, sau đó mới lấy hết dũng khí bấm số điện thoại của Bùi Đông Lai.
sân bay Yên Kinh, Bùi Đông Lai đang đứng ở đây đón người. Nghe được điện thoại rung lên thì hắn rút điện thoại ra, thấy người gọi đến là Trang Nham thì ngẩn ra, sau đó đi qua một bên rồi nghe máy. Bùi tiên sinh, ngài có rảnh không? Điện thoại được chuyển, giọng nói Trang Nham vô cùng tôn kính, lại có chút run run vang lên. Mấy người chúng tôi muốn mời ngài dùng bữa cơm đạm bạc. Thật có lỗi, tôi có quá nhiều việc nên không có thời gian dùng cơm cùng các vị. Bùi Đông Lai quăng ra một câu trả lời thuyết phục. Lộp bộp. Mặc dù đã đoán được kết quả này nhưng mà nghe được chính miệng Bùi Đông Lai nói ra thì trong lòng Trang Nham vô cùng chua xót, vẻ hối hận trên mặt lại hiện ra. Ngại quá, quấy rầy ngài rồi. Hối hận rất nhiều, Trang Nham biết điều tính toán cúp điện thoại. Không sao. Bùi Đông Lai thản nhiên nói. Nếu các vị có chuyện gì thì có thể tìm cô Quý Hồng. Ách! Lại nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Trang Nham há to miệng. Vô cùng vui mừng thế cho nên hắn đã quên trả lời. Hắn biết rõ, nếu như Bùi Đông Lai nói ra những lời này thì chứng tỏ Bùi Đông Lai sẽ không tính toán mọi chuyện trước đây, tiếp tục để cho bọn họ tham gia vào chiếc siêu cấp chiến hạm này. Sau đó, đợi cho Trang Nham lấy lại tinh thần thì đã phát hiện Bùi Đông Lai đã cúp máy. Cùng lúc đó, Quý Hồng mang một thân áo choàng màu đỏ như phượng hoàng lửa, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đi từ máy bay xuống. Chiến tranh của nữ nhân. Tần Đông Tuyết bỗng nhiên nổi tiếng. Nàng cũng không phụ sứ mệnh, thắng lợi trở về. Lão bản thân ái, cậu thật là xấu, đem người ta đưa ra nước ngoài như thế, cậu nói nên đền bù cho tôi như thế nào đây? Bên ngoài thông đạo của sân bay, dưới ánh mắt của vô số người, Quý Hồng lắc cái mông đi đến trước người Bùi Đông Lai, nàng khoác vào tay Bùi Đông Lai, giọng nói nũng nịu, khi nói còn lắc lắc cặp bánh bao cả cả vào tay của Bùi Đông Lai. Bá! Nghe được Quý Hồng nói như thế thì mọi người xung quanh đều đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai, mọi người muốn biết Bùi Đông Lai có chỗ gì hơn người mà có thể làm cho một vưu vật như Quý Hồng tức giận. Ách! Mặc dù Bùi Đông Lai sớm đã thích ứng với việc bị Quý Hồng khiêu khích nhưng mà hắn không nghĩ đến ở trước mặt nhiều người như thế mà Quý Hồng lại còn dám trêu chọc, vẻ mặt hắn đơ như cây cơ, sau đó không nói nhiều lời mà nắm lấy tay Quý Hồng, 36 kế chuồn là thượng sách. Khanh khách! Chạy ra bên ngoài, Quý Hồng nở ra nụ cười phóng đãng, lúc này bị Bùi Đông Lai kéo ra thì nàng đã không nhịn được mà muốn cười to, nhưng mà lại cảm thấy được vất vả lắm mới chiếm được tiện nghi của Bùi Đông Lai cho nên nàng liền im lặng, đợi cho lúc ra bên ngoài này thì nàng không nhịn được mà cười to lên. Yêu tinh, khiêu khích, quả thật là khiêu khích mà. Nhìn bộ dạng phóng đãng của Quý Hồng thì Bùi Đông Lai quẳng ra một con ngoan thoại nhưng trong lòng thầm biết đối với sự uy hiếp của mình thì Quý Hồng không coi ra gì. Quý Hồng giống như yêu tinh, khiến cho dục hỏa của hắn đang dần dần bốc lên. Giống như xác minh suy đoán của Bùi Đông Lai, Quý Hồng chẳng những không cảm thấy sợ hãi còn hữu ý vô ý đem thân mình để sát vào Bùi Đông Lai, đem hai quả cầu thịt đập vào mí mắt của Bùi Đông Lai, thổi ra một ngụm hương khí. Đến A, cậu có bản lĩnh thì đến A. Khóe miệng Bùi Đông Lai run lên, có cảm giác muốn đem Quý Hồng tử hình ngay tại chỗ nhưng cuối cùng lại biết điều xoay người, đi ra chỗ đậu xe. Nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi, Quý Hồng nở ra nụ cười, không có cảm giác phóng đãng mà tràn đầy hạnh phúc, nàng không ngờ Bùi Đông Lai lại có thể đích thân đến đón nàng. Lão bản thân ái, sự việc so với tưởng tượng của chúng ta thì còn thuận lợi hơn, không nghĩ tới đến Vương Bát Đản, vong ân bội nghĩa Diệp Cấm kia nhanh như thế đã bị bắt đi. Lên xe, Quý Hồng không có tiếp tục đùa giỡn nữa mà là nói đến chính sự, khi nhắc tới Diệp Cấm thì nàng hiện ra vẻ hả lòng hả dạ. Đồng thời trong lòng có chút nghi ngờ. Ở nàng xem ra, dựa theo bố cục của Bùi Đông Lai, có thể đem Tần gia, Tiêu gia thậm chí là Bạch gia vào ván cờ, lợi dụng chứng cứ Diệp Tranh vanh cấu kết thế lực cảnh ngoại, lợi dụng việc Diệp Cấm lợi dụng cường quyền để che đậy việc này, để chèn ép Diệp gia nhưng mà muốn xóa bỏ Diệp Cấm thì cũng không dễ. Mà hiện giờ, Diệp Cấm chẳng những bị đáng rớt, hơn nữa tốc độ quả thật nhanh như tia chớp, điều này làm cho nàng có thể không kinh ngạc sao? Vốn dựa vào kế hoạch của chúng ta thì Tần gia, Tiêu gia sẽ ra trận, đến lúc thích hợp thì Bạch gia sẽ cho thêm nắm lửa, bất quá bởi vì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nên bọn hắn đều đồng loạt ra tay, Diệp gia chống đỡ không được. Bùi Đông Lai giải thích nói. Chuyện gì ngoài ý muốn? Vẻ mặt Quý Hồng tỏ ra tò mò, hỏi. Biết Tịch gia không? Bùi Đông Lai hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tịch gia. Trong lòng Quý Hồng vừa động. Là người nắm tài phiệt của cả Giang Chiết cùng Liên Minh Hoa Hạ,
Tịch gia sao? Ừ. Mắt thấy Quý Hồng biết Tịch gia thì Bùi Đông Lai cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng mà nghĩ lại, Quý Hồng vì muốn trả thù Diệp Cấm nên đã tìm trăm phương ngàn kế, phát triển thế lực ở Trường Giang nên biết Tịch gia cũng là điều bình thường. Tại sao lại có liên quan đến Tịch gia? Tịch gia là đồng minh của Bạch gia, mà Tịch gia đúng là lá bài tẩy mà Qua Tử để lại cho tôi. Bùi Đông Lai châm một điếu thuốc, phun ra một ngụm khói, cười khổ nói. Lúc chiến tranh, gia gia của tôi đã xuất thủ cứu Tịch gia, khi đó gia chủ Tịch gia vì muốn cảm ơn nên đã lập ra tổ huấn, bất kể như thế nào thì Tịch gia tùy ý để Bùi gia sai khiến. Ách, nghe được Bùi Đông Lai nói những lời này thì Quý Hồng cả kinh, há to miệng, sau vài giây mới lấy lại được tinh thần, sau đó thấy được vẻ mặt Bùi Đông Lai có chút khác thường, đoán được cái gì thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, cười quyến rũ, nói. Lão bản thân ái. Giờ đây cậu đã làm cho Diệp gia bị tổn thương nguyên khí, hơn nữa trong tay còn có Tịch gia, ngay sau trong quốc nội thì ai dám đụng vào cậu, cậu có thể bao nuôi tôi à? Bùi Đông Lai lại cảm thấy đau dầu. Trên giường, trong bếp, muội muội ban ngày, thiếu nữ xinh đẹp ban đêm, đều làm ấm giường, dễ đẩy ngã, muốn bao nuôi à? Quý Hồng liếm liếm môi, càng thêm không kiêng nể gì. Tứ đại gia tộc liên hợp ra tay, nguyên khí Diệp gia tổn thương. Nói như vậy thì Diệp gia cũng thành thật rất nhiều, kế tiếp chúng ta sẽ động thủ với thế lực cảnh ngoại. Đối mặt với lời khiêu khích của Quý Hồng thì Bùi Đông Lai không chỉ đau đầu mà hai quả trứng của hắn cũng bắt đầu đau, bất quá hắn không lộ ra sơ hở, mà là bình tĩnh nói sang chuyện khác. Lúc nãy thấy Bùi Đông Lai khi nhắc tới Bùi Vũ Phu thì có chút mất tự nhiên nên Quý Hồng mới cố ý làm như thế. Cho dù không có Tịch gia ra mặt. Dựa theo bố cục của cậu thì sau chuyện này Diệp gia sẽ không làm gì được cậu, hiện giờ Tịch gia ra mặt, tứ đại gia tộc cùng nhau động thủ, Diệp gia muốn ứng phó cũng đã khó rồi, tự nhiên không có tâm tư cùng tranh đấu với cậu, đích thật cũng là lúc nên động thủ với những thế lực cảnh ngoại. Quý Hồng nghe Bùi Đông Lai nói chính sự thì giọng nói đã khôi phục lại. Trước mắt, thế lực cảnh ngoại đều đã tiến vào quốc nội. Trong đó trừ mafia và tổ chức thần võng ra thì những thế lực khác đều phái vào đây toàn là nhân viên tình báo, đều không phải là quân chủ lực. Nghe Quý Hồng nói tình thế trước mắt thì Bùi Đông Lai không có lên tiếng cắt ngang mà chăm chú lắng nghe. Mafia, thần võng mấy ngày nay đều tăng nhân thủ, muốn tăng tốc độ xâm nhập, mà hội tam hợp thì tuy rằng đang chậm chạp nhưng mà tôi thấy bọn hắn đang chờ cơ hội. Quý Hồng thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, lại bổ sung nói. Ừ. Bùi Đông Lai gật gật đầu, đồng ý quan điểm Quý Hồng, sau khi hắn giết chết Đằng Giã, đem em trai Đằng Giã quăng vào ngục lao, khiến cho người của hội tam hợp cút ra khỏi tam hợp thì chắc chắn hội tam hợp sẽ không buông tha cho hắn. Hiện giờ, nói vậy thì toàn bộ các thế lực ngầm cũng biết chuyện thôi ra SQ bị huyết tẩy là do cậu ở sau màn làm đạo diễn, như vậy, trừ ba thế lực cảnh ngoại này thì những thế lực khác cũng tỏ ra kiêng kỵ đối với cậu, cho nên sẽ không muốn phát sinh xung đột với chúng ta, nhiều nhất chỉ là xem chừng. Tìm kiếm cơ hội. Quý Hồng lại giải thích. Tục ngữ nói, giết gà dọa khỉ, chỉ cần chúng ta dùng thủ đoạn lôi đình đuổi ba thế lực này ra khỏi quốc nội thì nói vậy những thế lực khác sẽ kiêng kỵ chúng ta, sẽ không dám đắc tội với chúng ta, tương lai đây là một việc có ý nghĩa rất lớn đối với quốc nội. Quý Hồng biết sân khấu trong quốc nội không phải là cực hạn đối với Bùi Đông Lai, dù sao Bùi Đông Lai cũng nói cho nàng biết là hắn phải tiêu diệt thần võng. Điều này không khó, cứ chia ra. Tiêu diệt từng bộ phận là được. Vẻ mặt Bùi Đông Lai tỏ ra hờ hững, dường như trong lòng đã có kế hoạch. Đúng rồi, còn có một việc. Thấy trong lòng Bùi Đông Lai đã có kế hoạch thì Quý Hồng không nói gì nữa, mà là lông mày nhíu lại, vẻ mặt có chút tức giận. Tập đoàn bị niêm phong, người ở cao tầng đều bị mang đi, vô luận là tập đoàn hay là thế lực ngầm đều bị ảnh hưởng rất lớn. Khu tam giác Trường Giang khu hoàn hảo, bên Nam Cảng thì hơi lộn xộn. Xảy ra tình cảnh tranh quyền. Người phụ trách mới nhất của thần võng là Dracula lại mượn cơ hội lần này, âm thầm cấu kết với Tử Hoành, muốn thần võng cắm rễ ở Nam Cảng. Vô luận là Dracula hay là Tử Hoành thì Bùi Đông Lai cũng không xa lạ gì. Tôi đang không biết đi đâu tìm Sơn Dương thế tội, không nghĩ lại có người muốn chịu chết nhanh như thế. Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng, Bùi Đông Lai bóp tắt thuốc lá, nheo mắt lại, ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh. Sơn Dương thế tội. Quý Hồng nghe vậy, vốn là ngẩn ra, sau đó trong lòng vừa động, mơ hồ đoán được cái gì. Như lời của cô nói, phải giết gà dọa khỉ, nếu không thì sẽ đánh rắn động cỏ. Mắt thấy Quý Hồng trầm mặc,
Bùi Đông Lai làm ra an bài. Tôi đi Nam Cảng, cô phụ trách Đông Hải. Được. Quý Hồng gật đầu trả lời, do dự một chút, lại nhắc nhở nói. Dracula là một trong tứ đại hoàng thân của thần võng, thực lực rất mạnh, vì muốn an toàn cho nên cậu tiếp tục chiêu mượn đao giết người. Có một số chuyện tốt nhất là nên dùng đao của mình. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu, nói. Hiện tại cảnh giới của tôi đã là ám kính đỉnh phong, bất quá lại gặp bình cảnh, vừa lúc muốn lấy Dracula làm đá mài đao. Đêm đã khuya, trong biệt thự của Điền Nguyên. Lúc này, Điền Nguyên vẫn còn chưa ngủ mà ngồi trong thư phòng ngồi hút thuốc. Hiển nhiên là hắn biết được thế cục bây giờ ở Trung Quốc đã thay đổi, khiến cho hội tam hợp mất đi cơ hội làm đảo loạn Trung Quốc, càng mất đi cơ hội xâm nhập vào Trung Quốc. Như vậy, cho dù hắn muốn nghĩ nhiều hơn cũng chẳng thấm vào đầu, căn bản không thể xoay chuyển cục diện. Két. Sau đó, khi Điền Nguyên đang đến tủ mở ra lấy hồ sơ thì đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên, hắn phát hiện có hai người đứng ở trước cửa. Một nam một nữ. Nam nhân thân mang một chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn, nữ nhân mặc một chiếc áo khoác màu đỏ. Trai tài gái sắc. Thấy được hai người này, nghĩ đến cảnh bọn hắn thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở cửa thư phòng thì Điền Nguyên nhảy dựng lên. Dưới ánh đèn, miệng của hắn mở to ra, đồng tử trợn tròn, thậm chí ngón tay vươn ra chỉ vào. Một S, hai S trôi qua, dần dần Điền Nguyên bừng tỉnh, theo bản năng thu tay lại rồi lui về phía sau. Điền Nguyên tiên sinh, không cần phải phí công dẫy dụa. Điền Viên lui, Bùi Đông Lai mang theo Quý Hồng đi vào thư phòng. Không trả lời, Điền Nguyên tiếp tục đi lui, sau khi tới bàn làm việc thì hắn kéo ngăn bàn ra, trong đó có một khẩu súng. Bùi Đông Lai bước chậm vào. Điền Nguyên tiên sinh, nếu không phải lắng những người khác không yên lòng thì ta cũng không để ý mà đứng chỗ này, để cho ông cầm súng mà bắn. Mắt thấy Điền Nguyên dừng bước lại, Bùi Đông Lai khẽ mỉm cười nói. Nhưng mà trên đời này không có nếu, cho nên ông hãy thành thật một chút. Dùng lời nói của chúng ta thì ông không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Lại nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì chân mày Điền Nguyên nhíu lại, không kìm lòng mà thu tay về, cố gắng điều chỉnh tâm tình, đón nhận ánh mắt Bùi Đông Lai, tỏ ra vẻ trấn định, nói. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Điền Nguyên tiên sinh, hai câu này rất quen thuộc, ông cho là đây là đang đóng phim sao? Bùi Đông Lai chẳng thèm để ý đến Điền Nguyên, thản nhiên ngồi trên ghế salon, mỉm cười nhìn Điền Nguyên. Bùi tiên sinh, tôi không có đụng chạm gì với các người tới tìm tôi là muốn làm gì? Điền Nguyên do dự một chút, không có lựa chọn tiếp tục giả vờ ngốc. Ông không phải mới vừa hỏi chúng ta là ai sao? Nụ cười trên mặt Bùi Đông Lai không giảm, ngữ khí thoải mái, tuy nhiên nó lại mang đến áp lực cho Điền Nguyên. Tại sao biết ta họ Bùi? Điền Nguyên không phản bác được, sau đó nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai vài giây đồng hồ, nói. Bùi tiên sinh, thật sự là tôi đã nghe đại danh của ngài nhưng mà giống như lời vừa rồi của tôi và ngài không có xích mích gì, tôi chỉ qua chỉ là một nhân viên đại sứ quán bình thường mà thôi. Điền Nguyên tiên sinh, ông nói như thế tưởng rằng tôi sẽ tin ông sao? Bùi Đông Lai cười nói. Ngoài ra ông cũng đứng nói chuyện mình là nhân viên công tác đại sứ quán. Ừ. Ta biết, ông muốn nói, lấy quan hệ giữa hai nước chúng ta, nếu như đột nhiên ông chết ở Yên Kinh thì sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ông cho rằng ta bởi vì lo lắng quan hệ giữa hai nước nên sẽ không làm gì đối với ông sao? Điền Nguyên nghe vậy, chỉ cảm thấy Bùi Đông Lai giống như con giun ở trong lòng của hắn, có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, trong lúc lơ đãng chân mày của hắn lại nhíu lại. Ông có biết mục đích ta tới đây tìm ông là gì cây ết ông? Vì tiết kiệm thời gian nên chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Thấy Điền Nguyên không nói lời nào, Bùi Đông Lai không hề vòng vo. Không trả lời, Điền Nguyên từ từ ngồi xuống, cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn. Bá! Ngay sau đó, không đợi Điền Nguyên rút thuốc ra, Quý Hồng giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay nắm lấy cổ tay của hắn. Bùi tiên sinh, ông nên biết. Lựa chọn kế tiếp sẽ có ý nghĩa gì đối với tôi, thế cho nên tôi muốn hút một điếu thuốc để bình tĩnh. Trong lòng Điền Nguyên cả kinh, cố gắng để cho bản thân tỏ ra trấn định một chút. Điền Nguyên tiên sinh, dường như tôi đã nói, tôi đã biết rõ về ông mà. Bùi Đông Lai hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói. Bất kỳ một gián điệp nào của một quốc gia đều đã trải qua huấn luyện,
nhất là những người thân là người đứng đầu như ông, tố chất tâm lý vô cùng cường đại. Bình thường các ông luôn chuẩn bị cho mình một cách để tự sát, ví dụ một ít nữ đặc công sẽ đeo một chiếc vòng cổ làm bằng chất liệu đặc biệt, khi biết được nguy hiểm, vì muốn tránh khỏi sự thống khổ khi tra tấn nên đã dùng vòng cổ ấy để tự sát. Mà điếu thuốc trong tay ông có trộn với một chất kịch độc, đây chính là cách mà ông muốn tự sát. Cậu cũng đã biết rồi, còn nói ra làm gì? Lại nghe được Bùi Đông Lai nói thế, Điền Nguyên không hề giả tạo nữa mà lạnh lùng nhìn vào Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai ý bảo Quý Hồng thả Điền Nguyên ra, sau đó nói. Nếu ta nói, ta đang muốn kiểm tra ông thì ông có tin không? Kiểm tra. Đồng tử của Điền Nguyên đột nhiên co rút lại. Thông qua kiểm tra vừa rồi thì tôi đã nhìn ra ông rất trung thành với tổ quốc của ông, hoặc nói là ông tình nguyện chết vì đằng ra cũng không muốn nói cho ta biết gì đó. Ngoài ra ông cũng rất quyết đoán, biết rõ không thể thoát từ trong tay ta nên quyết định tự sát. Bùi Đông Lai không nhanh không chậm nói. Từ các vấn đề trên tổng hợp lại, ông là người đứng đầu của gián điệp, hơn nữa ông cũng để ý đến tôn nghiêm của quân nhân. So với tính mạng thì nó quan trọng hơn, ông thà chết cũng không muốn trở thành tù binh. Ta rất hiếu kỳ, cậu muốn khảo nghiệm ta để làm gì? Chẳng lẽ cậu cho rằng có thể làm ta mở miệng sao? Mặc dù phát hiện ra Bùi Đông Lai biết được mọi chuyện nhưng mà Điền Nguyên vẫn nở ra nụ cười khinh thường. Nếu cậu cho rằng đó là sự thật thì cứ động thủ đi. Rất nhanh ông sẽ biết dụng ý của ta. Bùi Đông Lai cười cười, dùng ánh mắt ý bảo Quý Hồng, sau đó lại nói. Ông không phải muốn dùng thuốc độc sao? Ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ông. Ách! Bùi Đông Lai nói xong, Quý Hồng liền mở miệng Điền Nguyên ra, rồi nhét một viên thuốc vào miệng hắn. Chất độc của tôi khác so với chất độc của ông, nó còn có một số tác dụng khác. Bùi Đông Lai nói xong, châm một điếu thuốc lá. Đây là thuốc mê. Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Điền Nguyên thấy được thị giác của mình có chút mơ hồ, ý thức cũng bắt đầu hỗn loạn. Cũng có thể nói như vậy, bất đồng duy nhất chính là, nó được sản xuất từ một thế gia thần bí của Đông Y. Bùi Đông Lai một bên hút thuốc, một bên trả lời câu hỏi Điền Nguyên. Đợi dược lực trong người Điền Nguyên hoàn toàn phát tác. Điền Nguyên nghe vậy, cố gắng kéo ngăn bàn ra lấy súng để tự sát, kết quả lại bị Quý Hồng ngăn lại. Dần dần, vẻ mặt Điền Nguyên trở nên mờ mịt nhìn vào Bùi Đông Lai. Thân phận chân thật của ông là gì? Bùi Đông Lai thấy dược lực hoàn toàn phát tác thì bóp tắt thuốc lá, bắt đầu hỏi. Gián điệp số 3 của Nhật Bản, là người phụ trách tình báo của đằng gia. Điền Nguyên giống như là bị ai triệu hoán vậy. Trước tiên cấp ra câu trả lời thuyết phục. Ông ở đây với mục đích gì? Thu thập tình báo, tìm cơ hội làm cho Trung Quốc nội loạn, làm giảm sự uy hiếp của Trung Quốc đối với Nhật Bản, để hội Tam Hợp có thể xâm nhập vào đây. Người của quân đội Nhật Bản cùng hội Tam Hợp gần đây có phái người vào Trung Quốc không? Không có. Tại sao hội Tam Hợp lại không phái người? Hội trưởng vốn nghĩ muốn tại lúc Bùi Đông Lai tranh đấu với Diệp gia, phái người lén vào. Ám sát thành viên trung tâm Diệp gia, khiến cho Trung Quốc hoàn toàn đại loạn, sau đó để người hội Tam Hợp tiến vào. Nhưng mà hiện giờ Diệp Cấm đột nhiên ngã ngựa làm cho hội trưởng hủy bỏ kế hoạch này. Tổng cộng quân đội Nhật Bản có bao nhiêu gián điệp? Người của hội Tam Hợp có bao nhiêu người? Bọn họ có thân phận gì? Ở đâu? Có 60 gián điệp, có hắn có lưu học sinh, có nhân viên công chức. Ước chừng một giờ sau, Điền Nguyên dần dần khôi phục ý thức. Thấy vẻ mặt Bùi Đông Lai cười cười nhìn mình. Mày đã làm gì tao? Nghĩ đến viên thuốc lúc nãy thì trong lòng Điền Nguyên có chút bất an. Tự ông xem đi. Khi nói chuyện, Bùi Đông Lai ý bảo Quý Hồng mở video lên. Quý Hồng đi đến trước người Điền Nguyên, lấy điện thoại ra rồi mở cảnh lúc nãy. Ách! Thấy được bản thân mình trả lời toàn bộ mọi câu hỏi của Bùi Đông Lai, Điền Nguyên vốn là cả kinh há to miệng, theo sau liền trở nên sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Điền Nguyên tiên sinh, nếu như để cho người trong quân đội Nhật Bản, hoặc là người của hội Tam Hợp thấy được đoạn video này thì kết quả sẽ là gì? Đông Lai thấy đạt được hiệu quả, ý bảo Quý Hồng thu hồi di động, tự hỏi tự đáp. Ông sẽ trở thành phản đồ của Nhật Bản, đồng dạng ông sẽ trở thành nỗi sỉ nhục lớn của quân đội Nhật Bản, ông sẽ trở thành cái gai trong mắt của quân đội Nhật Bản và hội Tam Hợp, bọn hắn sẽ tìm mọi cách để giết ông, còn có thể giết vợ ông, con ông, hoặc là nói dùng vợ ông, con ông để uy hiếp ông a. Đủ lời.
Lời nói của Bùi Đông Lai giống như thanh chủy thủ sắc bén đâm vào sâu trong lòng Điền Nguyên, làm cho cảm xúc Điền Nguyên không khống chế được, khàn giọng giống lên. Ông không phải coi tôn nghiêm của quân nhân Nhật Bản quan trọng hơn tính mạng của mình sao? Chỉ cần đoạn video này được truyền ra thì phần tôn nghiêm kia của ông sẽ trở thành chuyện cười của người ta, mà người trong gia tộc của ông sẽ vĩnh viễn mang danh phản đồ ở trên lưng, vĩnh viễn bị phỉ nhổ. Bùi Đông Lai nói tiếp, hoàn toàn làm cho phòng tuyến tâm lý của Điền Nguyên bị sụp đổ. Bá! Lại nghe Bùi Đông Lai nói thế, Điền Nguyên kích động đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn nhìn vào Bùi Đông Lai. Mày là tên ác quỷ, rốt cuộc là mày muốn gì? Muốn ông trung thành với ta. Bùi Đông Lai gằn từng chữ. Lấy năng lực của ta có thể hoàn toàn che giấu việc này, như vậy những chuyện vừa rồi coi như là chưa xảy ra, vợ và con của ông sẽ tiếp tục hạnh phúc, sống trên cõi đời này. Không được. Hai mắt Điền Nguyên đỏ bừng, giống như lệ quỷ nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Ta chỉ muốn biết tin về hội tam hợp, điều đó có thể giúp ông giữ lại phần tôn nghiêm của một người quân nhân. Bùi Đông Lai tỏ ra không sao cả. Nếu không đồng ý thì ông cứ tự sát, ta sẽ không cản ông. Điền Nguyên nghe vậy, vốn là ngẩn ra, theo sau kích động cầm lấy hộp thuốc lá rồi rút điếu thuốc có chứa chất độc ra. Nhưng mà, cho dù hắn cố gắng như thế nào cũng không thể đưa điếu thuốc vào miệng. Cuối cùng, hắn vứt điếu thuốc xuống, lựa chọn nguyện trung thành, như là một con ếch tiến vào thùng nước ấm. Ban đêm, trong một tòa khách sạn được coi như là nhà giam. Lúc này sau khi bị đám người Từ Lệ đưa đi thì Liễu Nguyệt đã ở đây. Sau khi Bùi Đông Lai gọi điện thoại tới kể lại mọi chuyện thì Liễu Nguyệt biết được đã không có việc gì cho nên đã an lòng. Reng, reng. Đột nhiên vào lúc này, tiếng điện thoại vang lên, Liễu Nguyệt tỏ ra tò mò cầm lấy điện thoại. Đang trong lúc bị thẩm vấn, điều tra nên điện thoại của nàng đã bị tổ điều tra giữ lấy, thẳng cho đến khi đến Bùi Đông Lai xoay thế cục, mặt trên ra lệnh, tổ điều tra mới trả lại điện thoại cho nàng, mà sau khi nhận điện thoại thì nàng chỉ gọi cho Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi và Bùi Đông Lai. Mọi người bên ngoài đều cho rằng nàng đang bị cầm tù, trong lúc nửa đêm lại có người gọi điện cho nàng, điều này có thể làm cho nàng không hiếu kỳ sao. Tò mò rất nhiều, Liễu Nguyệt nhìn vào màn hình thì thấy được số gọi điện là ở bên Mỹ. Hả? Trong chốc lát, Liễu Nguyệt liền nhận ra chủ nhân của số điện thoại này chính là Anthony Gambino. Thấy được người gọi điện là Anthony thì Liễu Nguyệt cũng không có nghe máy. Reng, reng. Vài giây sau, điện thoại lại vang lên, dường như Anthony đang muốn gọi điện cho Liễu Nguyệt. Lại nghe tiếng điện thoại vang lên, Liễu Nguyệt vốn rất muốn tắt điện thoại nhưng lại lo Bùi Đông Lai sẽ gọi đến nên trầm ngâm một chút rồi cũng nghe máy. Liễu thân ái, thật xin lỗi muộn như vậy quấy rầy em. Điện thoại được chuyển, giọng nói ôn nhu của Anthony vang lên. Liễu Nguyệt có thể nhận ra được Anthony có ý với mình nhưng mà nàng chỉ xem Anthony là bạn hợp tác làm ăn. Từ sau khi Bùi Đông Lai cầm quyền thì toàn bộ mọi chuyện đều do Bùi Đông Lai xử lý, nàng cũng trở nên xa sách Anthony. Mà từ sau khi tin Bùi Vũ Phu chết trận ở nước ngoài truyền ra, Bùi Đông Lai biết được người cầm quyền của Mafia cũng có tham gia vào việc đó thì liền cắt đứt toàn bộ sinh ý với gia tộc Gambino. Có lẽ nguyên nhân là yêu ai yêu cả đường đi cho nên từ sau lúc đó, bởi vì nguyên nhân là Bùi Đông Lai nên ấn tượng của Liễu Nguyệt đối với Anthony ngày càng tồi tệ hơn. Bất quá, Anthony vẫn tiếp tục theo đuổi nàng, thế cho nên mấy ngày trước, hắn muốn Mafia xâm nhập vào Trung Quốc cho nên nói với Pavarotti đi tìm qua Liễu Nguyệt nhưng lại bị Liễu Nguyệt cự tuyệt. Anthony, ngươi hẳn là rất rõ, bởi vì chuyện cha của ngươi tham gia trận chiến ở châu Phi nên chúng ta đã không còn là bạn bè hợp tác nữa. Liễu Nguyệt lạnh lùng nói. Anh biết. Dường như Anthony sớm đoán được Liễu Nguyệt sẽ nói như vậy, mặt không đổi sắc giải thích. Liễu, anh luôn luôn nghĩ biện pháp liên hệ với em, kỳ thật chính là muốn giải thích chuyện này. Anthony, sự việc đã đến nước này, cần phải giải thích sao? Giọng nói Liễu Nguyệt lạnh như băng. Không cần nữa, sau này chúng ta sẽ là địch nhân. Kỹ nữ chết tiệt. Nghe được lời nói lạnh như băng của Liễu Nguyệt nghĩ đến chuyện Bùi Vũ Phu chết mà Liễu Nguyệt coi mình là địch thì trong lòng Anthony chửi má nó, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra tiếc nuối. Liễu, trong chuyện này có chút hiểu lầm, tuy rằng cha anh đã đến châu Phi nhưng mà người cũng không tham dự vào trận chiến ấy, người chỉ đứng ở bên ngoài xem bọn họ chiến đấu, nhưng mà cuối cùng không hiểu vì sao lại bị cuốn vào trận chiến ấy. Có gì khác nhau sao?
Có. Anthony thề son thề sắt, nói. Anh lấy danh nghĩa thượng đế để thề, người không có ra tay đối phó với vũ thần Trung Quốc, sau khi người bị vũ thần Trung Quốc làm bị thương, chưa kịp phản kích thì đã bị đám người Odin liên thủ đẩy xuống núi. Anthony, ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Liễu Nguyệt cười lạnh. Liễu, anh biết em không tin cho nên anh nghĩ muốn mời em đến Mỹ một chuyến, để cha anh nói cho em biết toàn bộ mọi chuyện. Anthony nói xong, cố nén tức giận trong lòng, tiếp tục dụ dỗ nói. Nếu như bạn của em là Bùi Đông Lai có hứng thú với chuyện ấy thì có thể đi cùng em. Anthony, theo ta được biết thì người đã phái người tiền vào Trung Quốc, nếu ta đoán không sai thì ngươi tính đợi cho Bùi Đông Lai chết thì liền để cho người của mafia hoàn toàn xâm nhập vào Trung Quốc. Hiện giờ ngươi biết Đông Lai không có việc gì, cho nên muốn dùng lý do này để dụ dỗ ta cùng Đông Lai sang Mỹ, để ngươi xử lý, đúng không? Càng nói giọng nói của Liễu Nguyệt càng trở nên lạnh lùng. Anthony, tốt nhất là người đừng để cho ta gặp lại người, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Ha ha, Liễu, cô đang nói đùa sao? Giết ta, bằng vào cô sao? Hay là bằng tên phế vật kia? Mắt thấy Liễu Nguyệt hoàn toàn bộc phát thì Anthony không hề giả tạo, giận quá thành cười. Nói, chỉ cần ta tát một cái là nhóm người các cô sẽ chết hết. Liễu Nguyệt nghe vậy, ánh mắt nheo lại không nói cái gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Đô đô, đô đô. Bên tai vang lên tiếng đô đô, đô đô. Anthony tức giận đến xanh mặt, sát khí trong mắt hiện ra. Kỹ nữ, Trung Quốc có câu ngạn ngữ kêu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cô sẽ hối hận. Nói xong, Anthony cầm lấy điện thoại, bấm số của người phụ trách công việc mafia ở Trung Quốc là Pavarotti. Zeng, zeng. Lúc này, Pavarotti đang chiến với một cô gái U18 ở trên giường. Vì muốn kiếm tiền để mẹ mình làm cuộc phẫu thuật nên cô gái này đã chấp nhận cái giá 10 vạn, để bán lần đầu tiên của mình cho Pavarotti. Nhưng mà nàng không ngờ, mới vừa vào cuộc thì Pavarotti giống như là một con thú, không ngừng đâm vào, rút ra, làm cho nàng cảm thấy vô cùng đau đớn, khóc thét lên. Hả? Bên tai vang lên tiếng khóc của cô gái, Pavarotti thấy được số gọi đến là Anthony thì đồng tử của hắn liền phóng đại ra. Kỹ nữ! Câm miệng lại cho tao. Phát hiện người gọi đến là Anthony thì trong lòng Pavarotti liền nhảy dựng lên, hắn lạnh lùng quát với cô gái kia một tiếng, sau đó cầm điện thoại, đi vào phòng vệ sinh rồi nghe máy. Chết tiệt, Pavarotti, mày đang làm gì đó? Vì sao hiện giờ mới nghe máy? Điện thoại được chuyển, trong điện thoại truyền ra giọng trách cứ của Anthony. Trong lòng Pavarotti căng thẳng. Thật có lỗi, Anthony thiếu gia. Thức ăn ở Trung Quốc thật sự là quá tệ, vừa rồi tôi mới ở toilet. Hiện tại cậu hãy làm cho ta một việc. Anthony cắt ngang. Anthony thiếu gia xin phân phó. Pavarotti âm thầm thở dài một hơi, giọng nói vô cùng tôn kính. Hãy dẫn người đi bắt cóc hai đứa con bên cạnh Liễu Nguyệt, sau đó mang bọn hắn rời khỏi Đông Hải, trở về Mỹ. Anthony ra lệnh. Pavarotti nghe vậy, trong lòng vừa động, nháy mắt đoán được dụng ý Anthony. Vâng, Anthony thiếu gia. Đô, đô. Nói xong trong điện thoại liền truyền ra tiếng đô, đô. Pavarotti nhẹ nhàng thở ra, thu hồi di động, đi ra buồng vệ sinh, rõ ràng phát hiện cô gái cố nén đau đớn, toát mồ hôi lạnh, mặc áo vào thì liền nhíu mày. Kỹ nữ, ai bảo mày mặc quần áo? Tôi không làm nữa, tôi không cần tiền, tôi muốn rời khỏi đây. Bởi vì Pavarotti mạnh mẽ tiến vào mà xuất huyết nhiều nên cô gái đầm đìa nước mắt, lắc lắc đầu Pavarotti, nàng biết nếu mình còn ở đây thì sẽ chết. Mày nói không làm sẽ không làm sao? Pavarotti nghe vậy, cười lạnh tiến lên, một tay nắm lấy cô gái rồi quăng xuống giường, mạnh mẽ xông vào. Khoảng 10 phút sau, Pavarotti phát tiết xong, rút thương ra đi vào phòng vệ sinh rửa sạch một phen rồi mặc quần áo đi xuống lầu. Mà cô gái thì đau ngất. Màu tươi nhuộm đỏ cả tấm đệm giường, nhìn thấy ghê người. Anthony thiếu gia vừa rồi gọi điện thoại tới, yêu cầu chúng ta lập tức đi tới biệt thự đàn cung bắt hai đứa con của Liễu Nguyệt rồi mang về Mỹ. Đi xuống lầu, Pavarotti đối với một gã đại hán người da đen làm ra chỉ thị. Vâng, Pavarotti tiên sinh. Thuộc hạ cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó do dự một chút hỏi. Mặt cái cô bé kia làm sao bây giờ? Trả thù lao rồi để nó rời đi sao? Nó muốn rời khỏi nơi này, ông nói còn muốn đưa tiền cho nó sao?
Nghĩ đến chuyện lúc nãy thì Pavarotti cười lạnh một tiếng, bước đi ra đại sảnh. Gọi điện cho tên nịnh bợ chó đẻ người Trung Quốc kia, để cho hắn xử lý chuyện này, nếu ngay cả chuyện này mà không xử lý xong thì hắn không có tư cách liếm giày cho ta, càng không nói đến chuyện hợp tác. Vâng, Pavarotti tiên sinh. Nhận thấy được trong giọng nói Pavarotti lộ ra bất mãn, tên đại hán người da đen không có bất kỳ dị nghị gì. Một phút sau, Pavarotti trực tiếp dẫn người rời khỏi biệt thự. Cùng lúc đó, máy bay chở Bùi Đông Lai đến sân bay Đông Hải. 2 giờ sáng, tại khu biệt thự Đàn Cung. Tiểu Lang ca, còn sớm như thế mà kêu người ta rời giường làm gì a? Trong biệt thự, Đông Phương Lãnh Vũ bị bảo tiêu của Liễu Nguyệt là Tiểu Lang đánh thức, hắn mơ mơ màng màng hỏi, sau khi Liễu Nguyệt rời khỏi đây thì hắn liền từ trường dọn về đây để ở với Đông Phương Uyển Nhi. Mỗi ngày sáng sớm đều là do Tiểu Lang gọi hắn cùng Đông Phương Uyển Nhi rời giường, sau đó lại đưa bọn họ tới trường học. Thiếu gia, đây là an bài của tiểu thư bảo lập tức mang theo ngài cùng Uyển Nhi rời khỏi đây. Sau khi Liễu Nguyệt bị mang đi, Từ Lệ cùng 2 gã tinh anh của huyết sát chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi. Vừa rồi đột nhiên Liễu Nguyệt gọi điện thoại đến, biết được rất có thể người của Mafia sẽ động thủ cho nên yêu cầu hắn mang theo 2 người rời đi. Là tiểu cô an bài sao? Đông Phương Lãnh Vũ hơi chút thanh tỉnh một ít, bất quá vẻ mặt mơ hồ. Trễ như thế này rồi mà tiểu cô còn muốn làm gì? Dựa theo lời tiểu thư thì có thể có người gây bất lợi với thiếu gia và Uyển Nhi. Nghe Đông Phương Lãnh Vũ nói thế thì Tiểu Lang do dự một chút, vẫn là nói ra nguyên nhân. Không thể nào. Lại nghe được Tiểu Lang nói như thế thì Đông Phương Lãnh Vũ mở to hai mắt nhìn, có vẻ có chút giật mình. Tối nay hắn nhận được điện thoại của Liễu Nguyệt, biết được Liễu Nguyệt cùng Bùi Đông Lai không những không có việc gì, ngược lại Diệp gia còn bị Bùi Đông Lai hung hăng giáo huấn một trận. Cho nên hắn thật sự không nghĩ ra có người nào dám đến đây gây sự. Là người của Mafia. Tiểu Lang thấy vẻ mặt Đông Phương Lãnh Vũ không tin thì giải thích. Liễu tiểu thư nói, để cho tôi mang theo cậu và Uyển Nhi rời khỏi nơi này, sau đó Bùi tiên sinh sẽ đến Đông Hải. Chỉ cần Bùi tiên sinh trở lại, nguy hiểm liền không tồn tại. Đông Lai ca sẽ về. Nghe Tiểu Lang nói thế thì Đông Phương Lãnh Vũ không còn tỏ ra sợ hãi mà vô cùng kích động. Chỉ cần có Bùi Đông Lai ở đây thì cho dù trời có sập xuống cũng không có chuyện gì. Ừ, Tiểu Lang gật gật đầu, có chút không yên lòng nói. Vì để an toàn, chúng ta nhanh lên thôi. Được, Đông Phương Lãnh Vũ mặc quần áo xong, nói. Đừng có đánh thức Uyển Nhi, để tôi ôm nó cho. Tiểu Lang nghe vậy, gật đầu đồng ý, không nói lời vô ích, trực tiếp rời khỏi phòng Đông Phương Lãnh Vũ, bước chân có chút lo lắng. Lo lắng là bởi vì hắn biết lấy thực lực của hắn và 2 tên bảo tiêu còn lại thì nếu như người của Mafia giết vào thì bọn hắn không thể ngăn cản nổi. Reng, reng. Cùng lúc đó, khi máy bay đáp xuống sân bay Đông Hải thì điện thoại của Bùi Đông Lai vang lên. Bùi Đông Lai mở điện thoại ra thì thấy người gọi đến là Liễu Nguyệt. Phát hiện này khiến Bùi Đông Lai vốn là ngẩn ra, sau đó trực tiếp nhận nghe điện thoại. Đông Lai. Vừa rồi Anthony của gia tộc Gambino đã gọi điện đến cho tôi, cố gắng dụ dỗ chúng tôi đi tới Mỹ, sau khi bị tôi phát hiện ra quỷ kế thì hắn liền đe dọa, tôi lo lắng hắn sẽ động thủ với Tiểu Vũ và Uyển Nhi, vừa rồi đã gọi điện thông báo cho Tiểu Lang để đưa bọn nó đi, bất quá vì an toàn, tôi nghĩ muốn cậu phái thêm người để bảo vệ bọn họ. Điện thoại được chuyển, giọng nói bất an của Liễu Nguyệt vang ra. Hả? Bùi Đông Lai nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rút lại. Mặc dù thế lực cảnh ngoại âm thầm tiến vào đây nhưng mà Diệp Cô Thành vẫn phái thành viên Long Nha theo dõi nhất cử nhất động của bọn hắn. Mà trước khi rời Yên Kinh thì Bùi Đông Lai đã đem toàn bộ danh sách những tên gián điệp lấy từ Điền Nguyên đưa cho Diệp Cô Thành, hơn nữa nói cho Diệp Cô Thành, rằng đêm nay hắn sẽ động thủ với thần võng mà Ma Pha ở trong quốc nội. Diệp Cô Thành biết được Bùi Đông Lai kế hoạch, liên hệ với 2 gã phụ trách theo dõi Pavarotti. Biết được đám người Pavarotti sau cây ếch trở lại chỗ ở thì liền để 2 gã thành viên Long Nha kia đi bắt đám gián điệp người Nhật Bản, để đám người Pavarotti cho Bùi Đông Lai đối phó. Liễu tỷ, tôi đã đến Đông Hải, tỷ cứ yên tâm, chuyện của Mafia sẽ do tôi xử lý, tôi sẽ bảo vệ an toàn cho Tiểu Vũ cùng Uyển Nhi. Liễu tỷ, trước tiên tôi sẽ liên lạc với Tiểu Lang, đợi xong việc sẽ gọi lại cho tỷ. Biết được đám người Đông Phương Lãnh Vũ. Đông Phương Uyển Nhi đang gặp nguy hiểm thì Bùi Đông Lai quyết định không đi tới Nam Cảng.
hắn có thể cho phép đám người Pavarotti động thủ đả thảo kinh xà, có thể để Dracula chạy trốn nhưng không cho phép Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi xảy ra chuyện gì. Cho dù là một chút nguy hiểm, cũng muốn bóp chết từ trong trứng nước. Được. Liễu Nguyệt nghe vậy thì bình tĩnh hơn. Bùi Đông Lai cúp điện thoại, lại bấm số điện thoại di động của Tiểu Lang. Bùi tiên sinh. Điện thoại được chuyển, giọng nói của Tiểu Lang liền vang ra. Tiểu Lang, anh đưa Tiểu Vũ và Uyển Nhi đến nơi nào rồi? Bẩm Bùi tiên sinh, chúng tôi vừa mới thu dọn, chuẩn bị rời đi. Tiểu Lang, anh nghe đây, hiện tại chúng ta không thể xác định đám người mafia còn cách đó bao xa, anh không cần mang Tiểu Vũ và Uyển Nhi rời khỏi biệt thự đàn cung, anh đi tìm một tòa biệt thự trống rồi ở trong đó chờ tôi. Nghe Tiểu Lang nói thế thì Bùi Đông Lai thở ra một hơi, làm ra an bài. Vâng Bùi tiên sinh. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Tiểu Lang vốn là ngẩn ra, theo sau nháy mắt minh bạch ý của Bùi Đông Lai. Dưới đèn đen, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Khu đàn cung có rất nhiều biệt thự trống. Như vậy, nếu như hắn mang theo Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi tìm một tòa biệt thự trống rồi đi vào, chẳng những sẽ không bị phát hiện, hơn nữa tính an toàn lại cao hơn, thậm chí lại có thể xác định đám người mafia khi nào đến để rồi báo lại cho Bùi Đông Lai, chẳng khác gì là một công đôi việc. Đi làm ngay. Bùi Đông Lai biết rõ thời gian gấp gáp, không nói lời vô ích, trầm giọng nói. Có tình huống nào khác thì liền lập tức báo lại cho tôi, một khi có chuyện ngoài ý muốn thì lập tức chạy trốn, bất kể như thế nào cũng phải bảo đảm an toàn của bọn họ. Nói xong, Bùi Đông Lai không đợi Tiểu Lang đáp lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Cần báo cho Phong Diệp phái người qua không? Đã bước vào ám kính đại thành Quý Hồng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Liễu Nguyệt và Bùi Đông Lai, cũng như giữa Bùi Đông Lai và Tiểu Lang, sau khi thấy Bùi Đông Lai cúp máy thì nàng trầm giọng hỏi. Từ sau khi xóa tan hiềm khích với Liễu Nguyệt thì nàng cùng Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi sống với nhau rất khá, hiện giờ biết được đám người mafia dám đánh chú ý vào hai người bọn họ thì nàng hận không thể lập tức đi qua mà giết. Tôi muốn tự tay chặt đầu bọn hắn. Rồng có nghịch lân, đụng vào tất chết. Bùi Đông Lai quyết đại khai sát giới. Trong màn đêm, một chiếc Mercedes-Benz S600 chạy về khu biệt thự tử viên, hướng về biệt thự của đám người Pavarotti mà chạy đến. Trong xe, vẻ mặt của tên lái xe tỏ ra chuyên tâm, ngồi ở phía sau là một gã nam nhân đầu hói, hắn không ngừng hút thuốc, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Hắn họ Trương tên Đồ Hồ, chỉ là một thương nhân hạng hai ở Đông Hải. Trong vài năm qua hắn đã dùng nhiều biện pháp để mở rộng sản nghiệp, nhưng vì tài năng còn có hạn thêm vào đó là vận khí của hắn hơi kém nên sản nghiệp không có tăng lên, mà ngày càng giảm xuống. Mà đoạn thời gian trước, một lần hắn gặp được Pavarotti, một CEO của một công ty của Mỹ tại Trung Quốc, hắn liền vắt óc suy nghĩ, tìm kế đút lót cho Pavarotti, hắn tặng vàng, tặng bạc, cuối cùng lại tặng cho Pavarotti một cô bé nhưng mà không ngờ việc này lại trở nên phiền toái. Nếu như cô bé kia hiện đang ở biệt thự xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ bị liên lụy. Két! Xe dừng lại ở cửa biệt thự. Vào! Trương Đồ Hổ bóp tắt thuốc lá, không đợi lái xe xuống xe liền chủ động đẩy cửa xe ra. Một phút sau, Trương Đồ Hổ cùng tên lái xe kiêm bảo tiêu tiến vào biệt thự, thấy trong đại sảnh không ai, nhanh chóng lên lầu. Rất nhanh liền thấy được trong phòng ngủ, cô bé kia hoàn toàn hôn mê, vết máu ở chảy dưới ga giường. Lộp bộp. Nhìn cảnh tượng như thế thì Trương Đồ Hổ vô cùng khẩn trương. Coi xem thử cô ta chết hay chưa. Vâng lão bản. Trung niên lái xe gật đầu đáp lại, bước nhanh tới trước người cô gái cúi người. Vươn tay đặt ở lỗ mũi của cô gái. Lão bản, hơi thở của nàng hơi mong manh, bất quá tình cảnh vô cùng nguy hiểm, cần phải lập tức đưa vào bệnh viện. Mắt thấy cô gái còn thở thì tên lái xe vội vàng nói. Mau, mau đưa cô ta vào bệnh viện. Trương Đồ Hổ nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, quyết định cứu cô gái một mạng, mặc dù hắn là một gã thương nhân gian thương nhưng mà lương tâm cũng chưa bị chó ăn hết. Lương Chi nói cho hắn biết, vận mệnh của cô gái này đã bi thảm, không thể để cho nàng chết được, còn nữa nếu như nàng chết thì hắn sẽ gặp phiền toái. Nghe được mệnh lệnh, tên lái xe không nói hai lời, vội vàng ôm cô gái đi xuống lầu. Ra biệt thư. Sau khi đi vào xe thì Trương Đồ Hổ vốn định gọi điện cho Pavarotti nhưng nghĩ lại đành thôi, hắn muốn đưa cô gái này đến bệnh viện trước. Cùng lúc đó, hai chiếc Mercedes-Benz S350 cùng một chiếc Lincoln chạy như bay về phía biệt thự đàn cung.
Pavarotti tiên sinh, Anthony thiếu gia phái chúng ta đến để mở đường, để chuẩn bị sau này thâm nhập vào Trung Quốc sao? Trong chiếc Lincoln một tên đại hán có râu quai nón mang theo vài phần nghi hoặc hỏi. Vậy tại sao lại để chúng ta bắt hai đứa con của Liễu Nguyệt, mang về Mỹ? Thế cục phát sanh biến hóa. Pavarotti bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng mà lắc lắc. Vốn dựa theo suy đoán của Anthony thiếu gia thì trên dưới của Trung Quốc sẽ rung chuyển, tên gia hỏa tên là Bùi Đông Lai kia sẽ bị Diệp gia xử lý, chúng có thể nhân cơ hội tiến vào Trung Quốc, chờ sau khi hội trưởng khôi phục lại thương thế thì liền giết chết tên Long Vương chó má kia, do đó mới hàng loạt tiến vào Trung Quốc. Nhưng mà hiện giờ, Bùi Đông Lai chẳng những không có bị Diệp gia xử lý, ngược lại Diệp gia lại gặp đả kích chí mạng, nguyên khí đại thương, trong khoảng thời gian ngắn, hỗn loạn sẽ chấm dứt. Chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì. Còn về phần bắt cóc hai đứa kia thì rất đơn giản. Pavarotti nói tới đây dừng lại một chút, cười lạnh nói. Anthony thiếu gia muốn thông hai đứa kia để ép Liễu Nguyệt cùng Bùi Đông Lai đến Mỹ, sau đó giết chết Bùi Đông Lai rồi khiến cho con gái điếm Liễu Nguyệt kia thần phục. Thì ra là thế. Thủ hạ của Pavarotti nghe thế thì tỉnh ngộ. Pavarotti thấy thế, bưng chén rượu lên. Nhìn chén rượu đỏ, nghĩ đến máu tươi của cô gái kia thì cười tà. Máu tươi của xử nữ so với ly rượu này thì càng đặc sắc hơn nhiều. Bọn thủ hạ của hắn nghe thế thì không dám hé răng. Ước chừng 40 phút sau, ba chiếc xe hơi chạy vào khu biệt thự đàn cung, trước cửa khu biệt thự đám bảo vệ thấy xe đến là chiếc Lincoln, phận không giống bình thường, biết điều không có tiến lên hỏi, mà là trực tiếp cho đi. Tuy rằng Liễu Nguyệt không có ở trong này nhưng mà bên cạnh hai đứa con của ả vẫn còn bảo tiêu. Xe đi vào khu biệt thự đàn cung, Pavarotti trầm giọng nói. Sau khi đến nơi thì chúng ta lấy danh nghĩa đến thăm để đi vào, một khi đối phương không phối hợp, trực tiếp xử lý, dùng thời gian nhanh nhất để giải quyết. Vâng, Pavarotti tiên sinh. Tên đại hán có râu quai nón lĩnh mệnh sau đó dùng bộ đàm để nói lại. Nhận được mệnh lệnh của Pavarotti thì mấy tên thành viên của gia tộc Gambino rút súng ra, chuẩn bị chiến đấu. Mấy phút đồng hồ sau, ba chiếc xe hơi dừng lại. Pavarotti tiên sinh, trong biệt thự dường như không có ai. Mắt thấy biệt thự một mảnh tối đen, chung quanh im lặng, cửa biệt thự cũng không có bảo tiêu thì tên râu quai nón có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ Liễu Nguyệt biết kế hoạch của Anthony thiếu gia, nên đã dẫn hai đứa nhỏ kia đi rồi sao? Trong lòng Pavarotti thầm nghĩ, hơi trầm ngâm, làm ra quyết định. Mày dẫn người đi xem một chút. Vâng, Pavarotti tiên sinh. Tên râu quai nón lĩnh mệnh rồi dùng bộ đàm liên lạc với mấy tên còn lại. Rất nhanh, 12 tên thành viên của Mafia liền nhảy xuống xe, trong đó 4 tên bảo vệ chiếc Lincoln, bảo vệ Pavarotti, còn lại 8 tên thì chạy vào biệt thự. Pavarotti tiên sinh, trong biệt thự không có ai. Mấy phút đồng hồ sau, tên đại hán râu quai nón mang theo thủ hạ trở lại, cung kính hướng về phía Pavarotti hội báo nói. Dường như bọn hắn đã nhận được tin tức nên vội vàng rời khỏi đây. Làm sao mày biết được? Pavarotti nhíu mày hỏi. Mùng mền trong hai căn phòng ngủ vô cùng bữa bài, hơn nữa chăn còn có chút ấm, hẳn là rời đi chưa lâu. Tên râu quai nón tỏ ra cơ trí, nói. Xem ra Liễu Nguyệt đã đoán được dụng ý của Anthony thiếu gia. Nghe được thủ hạ báo lại như thế thì Pavarotti nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định không báo chuyện này lại cho Anthony. Đi, chúng ta rời đi nơi này, đợi ngày mai tiếp tục nghĩ biện pháp tìm được bọn hắn. Nghe được mệnh lệnh của Pavarotti thì 12 tên kia đều lên xe. Cùng lúc đó, trên con đường đi vào khu biệt thự đàn cung thì Bùi Đông Lai đang lái một chiếc Audi A8, tốc độ vô cùng nhanh. Quý Hồng ở một bên lại tỏ ra vô cùng kích thích, nàng từng thấy Bùi Đông Lai lúc trước đua xe với xe Vương SQ, nên biết rõ trình độ đua xe của Bùi Đông Lai nghiêu bức đến cỡ nào. Reng, reng, đột nhiên điện thoại của Bùi Đông Lai vang lên. Nghe được điện thoại vang lên thì một bên Bùi Đông Lai lái xe, một bên cầm điện thoại lên. Bùi tiên sinh, đám người mafia vừa mới lục soát trong biệt thự, phát hiện chúng ta không có ở đó thì liền rút lui. Điện thoại được chuyển, giọng nói tiểu lang vang lên. Bọn hắn tổng cộng đi 3 chiếc xe, 13 người. Tôi biết rồi, các anh chờ điện thoại của tôi. Bùi Đông Lai nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Bọn hắn rời khỏi biệt thự đàn cung, hẳn là đi ngang qua con đường này.
Quý Hồng nghe được Tiểu Lang báo lại như thế thì sát ý liền sôi trào. Thấy được sát ý trên người của Quý Hồng toát ra thì Bùi Đông Lai híp mắt. Giao cho tôi, cô ở bên cạnh xem là được rồi. Ok. Quý Hồng nhìn ra được Bùi Đông Lai thật sự bị chọc giận, muốn đích thân động thủ, vì thế đối với an bài của Bùi Đông Lai, không có bất kỳ dị nghị gì. Hẳn là bọn hắn. 10 phút sau, thấy được phía trước xuất hiện 3 chiếc xe hơi thì Quý Hồng nhìn không được mở miệng nói. Nghe mệnh lệnh của tôi, chuẩn bị xuống xe. Bùi Đông Lai híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trầm giọng nói. Hả? Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Quý Hồng vốn là ngẩn ra, theo sau minh bạch được dụng ý của Bùi Đông Lai, hưng phấn ơ một tiếng. Mẹ nó, nửa đêm lại có người đua xe. Mắt thấy chiếc xe hơi phía trước lao nhanh đến thì tên lái chiếc Mercedes-Benz S350 mắng một tiếng, vội vàng thả ga xuống, sợ đối phương sẽ tông vào. Ông. Cùng lúc đó, chiếc Audi A8 dùng tốc độ khủng khiếp lao vào chiếc Mercedes-Benz S350 chạy ở đằng trước. 1.000m, 500m, 100m. Trong màn đêm, khoảng cách hai chiếc xe hơi không ngừng được rút lại, trong chớp mắt khoảng cách chỉ còn lại 100m. Nha, không. Bỗng nhiên, chiếc Audi A8 thay đổi phương hướng, vọt tới phía trước chiếc Mercedes-Benz S350, đồng tử tên lái chiếc Mercedes-Benz S350 phóng đại, sợ tới mức hét to một tiếng, cố gắng muốn né. Muộn rồi. Rầm. Một tiếng vang thật lớn rồi đột nhiên nổ vang, cửa xe của chiếc Audi A8 đang chạy như bay đột nhiên phang thẳng vào chiếc Mercedes-Benz S350, lực đạo khủng bố trực tiếp làm cho chiếc Mercedes-Benz S350 bị đâm bay lên trời. Két. Thấy được một màn như thế thì hai chiếc Mercedes-Benz S350 cùng chiếc Lincoln đi ở phía sau liền sợ, giẫm phanh lại. Rầm. Cùng lúc đó, chiếc Mercedes-Benz S350 chạy ở đằng trước liền rơi xuống, biến thành một đống hoang tàn. Người trong chiếc Mercedes-Benz S350 liền trở thành một đống thịt nát, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả quốc lộ. T. Thấy được một màn như thế thì đám người Pavarotti không nhịn được mà hít vào một hơi. Trong lòng bọn hắn liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cả đường lớn bỗng trở nên im lặng như chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.